Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Chúa ban phước cho hết thảy tất cả bạn chị em trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta đến tham gia vào bài học Kinh Thánh. Xin Chúa ban phước. Xin Chúa đầy ơn và làm những điều tốt trên đời sống mỗi một anh chị em mình. Và tôi thay mặt Hội Thánh Nhậm Muôn Dân gửi lời chào trân trọng đến với tất cả anh chị em. Xin Chúa giờ này, bởi lòng nhân từ của Ngài, xin bao phủ tất cả anh chị em thêm sức cho và làm những điều tốt nhất có thể. Cảm ơn Chúa vì tấm lòng yêu mến Chúa của ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa vì tôi nhìn thấy rất là nhiều những khuôn mặt thân quen, không bỏ một buổi học Kinh Thánh nào cả. Đây là một điều mà rất là được khích lệ. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho hết thảy các bạn chị em nha. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Bây giờ như thường lệ anh chị em, chúng ta hãy đến với sự cầu nguyện trước khi chúng ta tiếp tục bài học buổi tối ngày hôm nay. Tôi trân trọng mời tất cả các bạn chị em mình hãy đến trong sự cầu nguyện. Xin Chúa Thánh Linh, Ngài đến trên tâm lòng của mình. Xin Chúa Thánh Linh đụng chạm sức dầu mới, ban ơn để cho các bạn chị em có thể lãnh hội được những điều mà Chúa muốn dạy dỗ anh chị em qua bài học buổi tối ngày hôm nay. Đây là cái điều hết sức quan trọng anh chị em. Chúng ta cần nó, cần Thánh Linh. Như tôi hay nói đó, Đức Thánh Linh là vị giáo sư trọn đời của chúng ta. Trên đất này chúng ta chỉ có một người thầy thôi, đó là Chúa Thánh Linh. Đó là Chúa Thánh Linh. Chính là Ngài dạy dỗ anh chị em. Ngài dùng mọi phương tiện để dạy dỗ anh chị em. Ngài dùng Kinh Thánh, Ngài dùng người nọ người kia, Ngài dùng các mục sư, các giáo sư, các truyền đạo, anh em để dạy dỗ anh chị em mình, phải không ạ? Tất cả những gì trên đất này đều là phương tiện thôi, đều là phương tiện cho Chúa Thánh Linh. Cho nên anh em hãy nhớ một điều hết sức căn bản, anh em hãy nói ra bởi môi miệng của mình: Đức Thánh Linh chính là vị giáo sư trọn đời, là người thầy trọn đời của con. Ngài là người thầy duy nhất của con. Amen. Cảm ơn Ngài vì chính Kinh Thánh nói thế. Chính Kinh Thánh nói rằng Ngài, chính Ngài sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Hallelujah. Xin Chúa ban phước nha. Cảm ơn Ngài. Nào, tất cả các bạn trên mình hãy đến với Chúa, hãy đến với Chúa của mình trong sự cầu nguyện. Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tất cả chúng con đến bên Ngài giờ này. Hỡi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, hãy đến trên mỗi một chúng con. Hãy đến và rời chạm vào tâm lòng chúng con. Hãy đến và làm phép lạ trên đời sống chúng con, trên linh hồn, trên tâm linh, trên thân thể chúng con. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài. Cha ơi, anh chị em con ở đó, con ở đây, nhưng tất cả chúng con đều được kết nối với nhau bởi quyền phép của Đức Chúa Trời, trong một Đức Thánh Linh, bởi đức tin. Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ô, ngay giờ này con cầu nguyện để chính Ngài đến và kết nối chúng con. Chính Ngài đến tại nơi ông bạn xem con đang ngồi, hãy bởi bất cứ phương tiện nào ông bạn xem dùng để kết nối với nhau, thì Đức Chúa Trời ơi, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy để chúng con hiệp nhất lại làm một giờ này, hiệp nhất làm một trong đức tin giờ này, hiệp nhất lại làm một nơi ở các nơi trên trời giờ này. Và Thánh Linh yêu quý, hãy tuôn đổ xuống trên chúng con giờ này, hãy tuôn đổ xuống trên những người nam người nữ giờ này, hãy tuôn đổ xuống trên những người nam người nữ giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Con tạ Ngài, tạ Ngài. Lạy Chúa, hãy rời chạm, lạy Chúa, hãy ban ơn, lạy Chúa, hãy làm mới, trong danh Giêsu quyền năng. Anh chị em hãy cầu nguyện, anh chị em hãy cầu nguyện nào. Mỗi một người hãy mở môi miệng mà ra cầu nguyện, đừng mất tập trung về bất cứ điều gì. Hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, hãy đến trên con, hãy đổ đầy trên con, hãy đầy dạy con, hãy thăm viếng con, hãy viếng thăm linh hồn con giờ này bởi Thánh Linh. Cầu nguyện lên trên trong danh Giêsu quyền năng. Cha ơi, con cảm ơn Ngài. Cha ơi, con cảm ơn Ngài. Oh, hallelujah. Nguyện Đức Thánh Linh là đấng anh chị em khát khao bậc nhất trên đời này. Nguyện Chúa Thánh Linh là đấng anh chị em đam mê bậc nhất trên đời này. Nguyện Chúa Thánh Linh là đấng làm say đắm tâm hồn của anh chị em duy nhất trên đời này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cha ơi, con cảm ơn Ngài vì điều đó. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tiếp tục lên chị, trong danh Chúa Giêsu, hãy thưa với Chúa, hãy thưa với Cha mình trên trời: Cha ơi, hãy làm đầy lòng con bởi Thánh Linh quyền phép của Ngài.
Hãy đầy lòng con bởi Thánh Linh yêu thương của Ngài. Hãy đầy lòng con bởi Thánh Linh quyền phép của Ngài. In the name of Jesus. Hãy cầu nguyện chị. Cầu nguyện với cả lòng khát khao. Cầu nguyện với cả lòng thành thật. Cầu nguyện vì biết rằng anh chị cần Ngài. Tôi cần Ngài, Hội Thánh cần Ngài và mọi người cần Ngài trong buổi tối ngày hôm nay, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Tiếp tục anh chị, tiếp tục. Cảm ơn Chúa. Và mỗi một người giờ này hãy nói: Cha ơi, xin Linh Khôn Ngoan và Linh Mặc Khải đến trên con để con nhận biết Chúa Giêsu. Cha ơi, xin Linh Mặc Khải và Linh Khôn Ngoan đến đầy dẫy trên con để con nhận biết Chúa Giêsu qua lời Ngài, qua sự bày tỏ của Ngài, qua sự thay đổi trong tâm trí, thay đổi trong nhận thức của con về Ngài. Lạy Chúa, hãy đổ đầy trên con Linh Khôn Ngoan và Linh Mặc Khải trong danh Giêsu con cầu nguyện. Mỗi một anh chị em hãy cầu nguyện nào. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. 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 Cảm ơn Ngài. Anh em hãy tin rằng mình nhận khi mình cầu nguyện. Anh em hãy tin rằng Linh Khôn Ngoan và Mặc Khải ở trên mình khi mình cầu nguyện. Cha trên trời chắc chắn sẽ ban cho anh chị. Vì đó là ý muốn của Ngài. Vì Ngài muốn cho mọi người đều được cứu rỗi và được hiểu biết lẽ thật. Và để hiểu biết lẽ thật thì chúng ta cần Linh Khôn Ngoan và Linh Mặc Khải trong danh Giêsu. Amen chị. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Anh em hãy nhớ điều đó nha. Chúng ta không thể dùng cái tâm trí tự nhiên của mình để nhận biết Chúa Giêsu đâu. Mỗi lần anh chị em cầu nguyện cần Thánh Linh đó, tương giao với Thánh Linh, em hãy xin Chúa căn cứ theo Ê-phê-sô chương 1 câu 17, 18, 19. Anh chị em phải nói với Chúa: Chúa ơi, nguyện Linh Khôn Ngoan và Linh Mặc Khải của Ngài tràn ngập trên con để con nhận biết Chúa Giêsu, để con nhận biết lời Ngài, để con được tỏ tường, am tường, hiểu lời Ngài như chỉ Ngài muốn con hiểu. Đây là điều rất là quan trọng chị. Linh Mặc Khải là gì? Đây là những sự bày tỏ siêu nhiên. Đây là cái phương tiện để giúp anh chị em có thể nhận được lời rema từ Chúa, lời bày tỏ từ Chúa, lời thân cảm từ Chúa, để cho anh chị em có thể biết Ngài một cách rõ hơn. Và sự khôn ngoan của Chúa là gì? Sự khôn ngoan để khiến cho nhận thức của anh chị em trở nên rất nhạy bén với những điều thiêng liêng. Anh em đọc trong Colossae sẽ thấy không ạ? Nào cho anh em đầy dẫy sự khôn ngoan thiêng liêng. Có những sự khôn ngoan ở đất này, nhưng có những sự khôn ngoan từ trời. Những sự khôn ngoan từ trời giúp cho anh chị em có thể biết những điều thiêng liêng, biết những điều siêu nhiên, biết những điều mà Đức Chúa Trời muốn anh chị em biết. Còn nếu không có những điều đó thì chúng ta cho những điều thiêng liêng là dại dột, những điều thiêng liêng là khó hiểu, những điều thiêng liêng là cái điều gì đó nó rất là mơ hồ, phải không ạ? Cho nên anh chị em cần ha, nhớ chúng ta cần gì? Linh Khôn Ngoan và Linh Mặc Khải để chúng ta có thể nhận biết Chúa Giêsu mỗi ngày càng hơn. Nào tất cả chúng ta hãy cầu nguyện nữa anh chị em, một lần nữa. Đức Chúa Trời ơi, hãy đổ trên con Linh Khôn Ngoan và Linh Mặc Khải từ Thánh Linh của Ngài. Chúa ơi, con cần nó để nhận biết Chúa, để nhận biết lời Chúa, để nhận biết những điều thuộc về Chúa. Ô Cha, hãy đổ đầy lòng con trong danh Chúa Giêsu quyền. Tiếp tục lên chị, tiếp tục cầu nguyện. Ô hallelujah, tiếp tục cầu nguyện. Tôi nói rằng thân của Đức Chúa Trời đổ trên chém giờ này, thân của Đức Chúa Trời giáng trên anh chém giờ này, thân của Đức Chúa Trời giáng sự khôn ngoan Mặc Khải của Ngài trên anh chém giờ này. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Con cảm ơn Ngài. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài. Hãy làm cho anh em con đầy dẫy sự khôn ngoan và Mặc Khải từ Ngài. Chúa ơi, tất cả chúng con cần, Hội Thánh Ngài cần, thân thể Ngài cần, những người nam người nữ, những con cái của Ngài cần, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Chúa ơi, ô tất cả những điều đó được đến bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ô hallelujah, con cầu nguyện Chúa ơi, hãy soi sáng con mắt của tâm thần, con mắt của sự hiểu biết, để chúng con có thể nhìn vào thế giới linh và thấy mọi điều Ngài muốn chúng con thấy, biết mọi điều Ngài muốn chúng con biết, trong danh Giêsu quyền năng. Con cầu nguyện Cha ơi, tiếp tục. Ô hallelujah, cảm ơn Ngài. Anh chị em hãy bắt đầu cảm ơn Chúa. Một anh chị em đang có mặt ở nơi này, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho con sự khôn ngoan của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho con thân của sự khôn ngoan, thân của sự Mặc Khải. Cảm ơn Chúa vì con có cơ hội để nhận được điều này. Và con tin rằng con đã nhận được thần khôn ngoan và thần Mặc Khải, để khi con đọc lời Ngài, nghe lời Ngài, con hiểu Chúa Giêsu là ai.
con có thể tiếp cận, nhìn thấy, cảm nhận Ngài như Ngài có thật trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm tạ Ngài đến anh chị em. Tiếp tục anh chị em, tiếp tục cảm tạ Ngài. Ngợi khen Chúa của chúng ta. Hallelujah. Ngợi khen Chúa của chúng ta. Hallelujah. Amen. Amen. Và tất cả chúng ta cầu nguyện những điều đó trong danh Chúa Giêsu Christ. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Hallelujah. Đây là những lời cầu nguyện rất là quan trọng anh chị em. Tôi muốn khích lệ anh chị em để mỗi lần anh chị em học lời Ngài, anh chị em dở Kinh Thánh ra, anh chị em cần Chúa. Tôi cần Chúa, anh chị em cần Chúa. Nếu không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, tôi và anh chị em không thể nào hiểu được Chúa Giêsu là ai. Tôi và anh chị em không thể nào biết được lời của Chúa nói gì. Tôi và anh chị em cũng không thể nào có thể thăng tiến được ở trong đời sống tâm linh của mình. Tôi và anh chị em cần Thánh Linh của Đức Chúa Trời và cần Thần Khôn Ngoan, Thần Mặc Khải soi sáng chúng ta để chúng ta được trở nên giống Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Cảm ơn Ngài. Và trước khi vào bài học anh chị em, chúng ta cần, tôi cần anh chị em chia sẻ live stream này trên trang cá nhân của mình. Và nếu anh chị em nào chưa chia sẻ, hãy chia sẻ để nhiều người được biết, nhiều người được cầu nguyện, nhiều người được học hỏi lời Ngài. Nha. Điều này rất là quan trọng trong thời kỳ cuối cùng này. Như tôi đã nói với anh chị em đấy, trong thời kỳ cuối cùng, Đức Chúa Trời sử dụng mạng xã hội này để rao truyền tin lành khắp đất. Có những con người bệnh tật đau yếu, khốn cùng tuyệt vọng, không ạ? Đầy vậy đó, nhưng mà họ không biết Chúa Giêsu là ai, họ cũng không biết tìm Chúa Giêsu ở đâu, họ cũng không biết bắt đầu từ thế nào. Thì qua cái live stream này, qua cái sự chia sẻ của anh chị em, biết đâu được họ tình cờ hay là sự dẫn dắt nào đó của Chúa, họ sẽ nghe được lời của Ngài và họ được chữa lành, họ được phục hồi, được giải phóng anh chị em. Cho nên tôi cần anh chị em cộng tác, cần anh chị em chia sẻ thật càng nhiều càng tốt trên những nhóm nhánh, trên những group, trên những cái trang, trên những cái nơi nào anh chị em tham gia. Amen. Rất là quan trọng. Và anh chị em biết đó, qua Hội Thánh Nhà Muôn Dân, Chúa đã nâng đỡ được rất nhiều người và làm rất nhiều phép lạ, phải không ạ? Để người ta biết Chúa, để người ta biết Chúa Giêsu thực sự là ai, Ngài đã làm gì và Ngài có thể làm gì cho trong cái lúc họ cần. Điều đó rất là quan trọng. Cảm ơn anh chị em ha. Và rồi, buổi tối hôm nay tôi với anh chị em sẽ tiếp tục bài học số 1. Đó là nằm trong chủ đề cách cầu nguyện cho người bệnh, đúng không ạ? Cái phương pháp chúng ta cầu nguyện cho người bệnh. Và bài số 1 chúng ta học là gì? Xây dựng một cái bầu không khí đức tin chữa lành. Bữa trước chúng ta đã học qua một phần của cái bài này, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục, đúng không anh chị em? Bữa trước chúng ta dừng lại ở chỗ là gì ? Chúng ta phải luôn luôn kêu cầu Chúa, luôn luôn cầu nguyện Chúa, luôn luôn hướng cái tâm hồn của mình đến cái vấn đề mà Chúa kêu gọi mình. Đừng bao giờ chúng ta thực hiện một cái mục vụ chữa lành người bệnh mà tâm trí, tâm hồn mình hoàn toàn không có liên quan, không có suy nghĩ, không có hướng tới điều đó. Đây là một chức vụ rất dễ thất bại, rất dễ nản lòng, rất dễ bỏ cuộc. Chúng ta cần xây dựng trong tâm lòng và tâm trí của mình hướng đến cái nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời kêu gọi. Nếu quả thật Đức Chúa Trời kêu gọi anh chị em thực hành những cái mục vụ chữa lành người bệnh trong danh Chúa Giêsu, thì chắc chắn một điều rằng tâm linh, tâm hồn và tâm lòng anh chị em phải đặt để vào đó. Và tâm lòng, tâm linh, tâm hồn anh chị em đặt để vào đó một cách thành thật, nó được thể hiện qua một cái đời sống cầu nguyện, kêu cầu Ngài mỗi ngày, giúp anh chị em có thể gia tăng sự sức giàu, gia tăng năng lực, gia tăng khả năng, gia tăng sự hiểu biết trong cái lĩnh vực này. Không một ai được Chúa kêu gọi, không một ai nghiêm túc, không ai thành thật ở trong chức vụ này mà lại không có một đời sống kêu cầu Chúa, không có một cái đời sống kêu vang đến Chúa giúp đỡ mình trong những cái điều mà mình bế tắc, trong những cái điều mình gặp khó khăn. Tôi đang kết thúc ở đó. Và một câu kinh thánh rất là quan trọng ở trong Giu-đê câu 20, phải không ạ? Và phần anh em hãy xây dựng trên nền đức tin rất thánh của mình, hãy nhờ Thánh Linh mà cầu nguyện. Hãy nhờ Thánh Linh mà cầu nguyện. Đây là cái lối sống cần có của một người thực hiện chức vụ giải cứu chữa lành, cầu nguyện cho người bệnh mà chúng ta có. Chúng ta càng cầu nguyện nhiều ở trong linh, càng cầu nguyện nhiều trong tiếng mới, càng thờ phượng nhiều trong tiếng mới, càng nói chuyện nhiều với Chúa trong tiếng mới, linh anh chị em càng trở nên nhạy bén. Càng trở nên nhạy bén với Chúa, anh em hiểu không ạ? Và càng nhạy bén với Chúa thì chúng ta lại càng hiệu quả trong cái chức vụ của mình. Bởi vì thú thật với anh chị em, tất cả những gì chúng ta làm cho người khác
chúng ta cầu nguyện cho người khác, chúng ta giúp đỡ người khác. Tất cả những điều đó thật sự, nói một cách nó đúng đắn hơn, là chúng ta đang lắng nghe, nhận những chỉ thị từ Chúa để giúp đỡ người kia. Nếu không có Chúa Giê-xu, chúng ta không làm được gì. Giống như trong văn chương 15 Chúa nói thôi, vì ngoài ta ra các con không thể làm được bất cứ điều gì. Tôi xin nói lại với anh chị em là nếu chúng ta đi trong chức vụ giải cứu chữa lành này, cầu nguyện cho người bệnh này mà chúng ta không phụ thuộc vào Chúa, không khấn khít với Chúa, không kết nối với Ngài thường xuyên, không được mở mắt mở tay để nhạy bén với Thánh Linh, sự dẫn dắt Thánh Linh Ngài, thì chúng ta thất bại hoàn toàn. Chúng ta thất bại từ trước khi chúng ta cầu nguyện cho người bệnh, bởi chúng ta mù lò, chúng ta không biết gì cả. Chúng ta làm một cách máy móc, thấy người khác làm thế nào chúng ta bắt chước thế, chứ hoàn toàn chúng ta không có sự kết nối và chỉ thị từ Ngài. Cho nên cái điều đó rất là quan trọng anh chị. Vì vậy để chúng ta có sự nhạy bén thì chúng ta cần phải sao ạ? Phải xây dựng đức tin chúng ta trên một nền đức tin rất thánh và nhân đức Thánh Linh mà cầu nguyện. Có nghĩa là cầu nguyện trong linh, cầu nguyện càng nhiều càng tốt, thờ phượng, nói chuyện, ca hát trong linh, để xây dựng một cái tâm linh một cách rất là nhạy bén, rất là nhạy bén với cái sự dẫn dắt của đức Thánh Linh. Cho nên anh em nhìn thấy nhiều lần tôi cầu nguyện cho người bệnh, đúng không ạ? Đôi khi một cái vấn đề nó người bệnh nói thế này nhưng mà tôi lại cầu nguyện một cái vấn đề khác, đúng không ạ? Đôi khi người con cầu nguyện mà phải cầu nguyện cho cả mẹ cả cha. Đấy là sự dẫn dắt của Chúa và vấn đề nó được giải quyết. Vấn đề được giải quyết. Cho nên là một người thực hiện chức vụ, chúng ta phải phụ thuộc vào Đức Thánh Linh. Anh chị em nhớ ha, chúng ta phụ thuộc vào Đức Thánh Linh để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Chúa giao. Và để làm được điều đó, anh chị em ơi, hãy cầu nguyện liên tục trong Đức Thánh Linh. Đó là thành phần chính trong Kinh Thánh để xây dựng đức tin của chúng ta. Giu-đê câu 20. Anh chị em nhớ ha. Rồi. Bây giờ sang một cái mục thứ hai, ngồi cái chuyện cầu nguyện với Chúa, kêu vang với Chúa, gia tăng đức tin trong Chúa, gia tăng sự sức dầu, gia tăng ơn trong Chúa, gia tăng sự nhạy bén với Đức Thánh Linh trong Chúa. Chúng ta còn một cái mục không thể thiếu cho những người thực hành chức vụ cầu nguyện cho người bệnh. Anh em biết đó là gì không? Đó là chúng ta phải siêng năng nghiên cứu Kinh Thánh. Cái này rất là quan trọng. Và tôi nhận thấy là ngày hôm nay đó, nhiều anh chị em đi trong chức vụ giải cứu chữa lành lơ là chuyện này. Lơ là chuyện này. Cũng có khả năng là vì cái công việc giải cứu chữa lành nó quá bận rộn, đúng không? Anh chị em nào mà đi trong cái chức vụ này, anh chị em sẽ thấy điện thoại liên tục, đúng không? Ngày nào cũng cầu nguyện, ngày nào cũng giúp đỡ, hết chỗ này gọi, chỗ kia gọi. Vừa mới ra ngoài Bắc thì trong Nam dập vô, vừa mới ra vô trong Nam thì miền Trung gọi. Hello, tôi ngày xưa trong cách đây cũng 10 năm rồi, tôi có quen một người chị cũng đi trong chức vụ này nè, người chị em ở trong chức vụ này. Và tôi thú thiệt là chị ấy không có được một ngày nghỉ để mà vui hưởng cái sự ơn điển của Chúa. Đến nỗi cái ngày Tết, ngày Tết ấy, chúng tôi chuẩn bị mấy con gà, nấu một món rất ngon, mời chị đến nhà để cùng vui vui vẻ trong ngày Tết mà cũng có thời gian luôn. Chị đi hết chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, hết chỗ này, ơi chỗ kia, ơi chỗ nào gọi chỗ kia. Cuối cùng sao? Kiệt sức về với Chúa luôn. Kiệt sức về với Chúa luôn, không làm được việc gì. Và tôi nghĩ rằng nếu một người đi như vậy, cầu nguyện như vậy, với tần suất như vậy, thì chắc chắn rồi, người đó sẽ không có thời giờ để nghiên cứu Kinh Thánh. Người đó sẽ không có thời giờ. Nó nghiên cứu thì nó hơi bị cao xa, xa xỉ. Không có cả thời giờ để đọc Kinh Thánh. Đây là một cái lỗi lầm đáng tiếc. Đây là một cái thiếu sót đáng tiếc cho những người hầu việc Chúa trong cái chức vụ này. Tôi nói lại với anh chị em rằng những ai có thể, anh chị em đang có mặt trên live stream này, đã học đang đi trong chức vụ này, hãy nghe tôi nói đây. Chúng ta phải biết tiết độ và biết điều gì là sức mạnh, điều gì là nguồn năng lượng khiến cho chức vụ chúng ta thành công. Tôi nói với anh chị em rằng lời của Đức Chúa Trời là không thể thiếu trong chức vụ này. Đức Thánh Linh sẽ lấy điều gì để phục vụ người khác qua anh chị em? Ngài lấy lời của Chúa trong lòng anh chị em.
Ngài lấy cái sự hiểu biết, cái sự mặc khải qua lời của Ngài trong lòng anh chị em, để có thể phục vụ người khác, giảng giải cho người khác, chia sẻ cho người khác, mặc khải cho người khác. Và người ta nghe lời của Ngài, người ta nhận biết lẽ thật đó, và người ta được lành và lành một cách bền vững. Người ta được tự do và tự do một cách bền vững. Cho nên nếu một người đi trong chức vụ cầu nguyện cho người bệnh, giải cứu người bệnh mà không có lời Đức Chúa Trời, là tôi nói với anh chị em, chức vụ đó giống như lửa rơm vậy thôi, nó sẽ mau tàn thôi. Có thể nó bùng lên trong một giai đoạn nào đó, nó bùng lên rất là to, rất là lớn, trông rất là đẹp đẽ, nhưng mà nó tàn rất là nhanh anh chị em ạ. Cho nên tôi nói với anh chị em là hãy tiết độ và dành thời gian thật nhiều, nhiều nhất có thể. Để gì? Không phải đọc Kinh Thánh đâu. Người khác tín đồ thì đọc Kinh Thánh, nhưng mà anh chị em mình phải là gì? Nghiên cứu Kinh Thánh. Hai cái khác nhau ạ. Cho nên Kinh Thánh bày tỏ cái cách mà Đức Thánh Linh vận hành, có đúng không? Thánh Linh chúng ta có thấy đâu, chúng ta có nhìn thấy Ngài đâu, có nghe đâu. Nhưng mà qua Kinh Thánh chúng ta biết được cái cách đúng đắn nhất mà Đức Thánh Linh vận hành. Chúng ta đặc biệt nhìn thấy cách Ngài vận hành qua cuộc đời của Chúa Giêsu. Anh em thử nghiên cứu tất cả những ca cầu nguyện chữa lành, cầu nguyện giải cứu của Chúa Giêsu đấy, chúng ta sẽ thấy Chúa Thánh Linh vận hành qua Ngài như thế nào. Cho nên anh chị em biết không, bốn sách Phúc Âm và sách Công Vụ các sứ đồ là đặc biệt và cực kỳ quan trọng cho những người đi trong chức vụ cầu nguyện cho người bệnh và giải cứu hỏi ma quỷ. Bốn sách Phúc Âm và sách Công Vụ phải nghiên cứu thật kỹ, phải nhìn thật kỹ. Và Chúa Giêsu phải là khuôn mẫu của tôi và bạn trẻ. Cái cách Chúa Giêsu chữa lành người ta, cái cách Chúa Giêsu giải cứu người ta phải là khuôn mẫu. Chúng ta không thể nào bắt chước, không thể nào mà nghe người ta nói, không thể học kinh nghiệm của người khác được. Không, cái đó nó rất nguy hiểm. Tốt nhưng mà nó không phải là tốt nhất. Tốt nhất là chúng ta phải nghiên cứu Kinh Thánh và nhìn vào Kinh Thánh để lấy ra một khuôn mẫu từ Kinh Thánh của việc chữa lành, của việc giải cứu. Tôi lấy một ví dụ. Ví dụ trong vấn đề giải cứu đi, không ạ? Nó cũng liên quan đến cái sự chữa lành này, mà giải cứu đi. Có một số giáo lý nói rằng là mình phải kêu ma quỷ lên và nói chuyện với nó, khai thác thông tin của nó. Nói nó tên là gì, ở đâu làm cái gì. À, mày nhập vào người này như thế nào, mày có bao nhiêu quyền lực, mày đã thế này thế nào thế khác. Có một số giáo lý nói như vậy và cần thiết phải như vậy. Nhưng mà cũng có một số giáo sư dạy rằng không cần như vậy. Bây giờ tôi hỏi anh chị em nghe ai? Rất là bối rối phải không ạ? Tôi nói với anh chị em nè, không nghe ai hết. Hãy nhìn vào Kinh Thánh. Hãy nhìn xem Chúa Giêsu làm gì khi Ngài đủ quỷ cho một con người. Vậy thôi, và chúng ta học cặp tập. Như vậy bây giờ chúng ta hãy thử phân tích cái đó đi ha. Chúng ta sẽ liệt kê toàn bộ những ca giải cứu của Chúa Giêsu. Rất là nhiều, Ngài giải cứu rất là nhiều. Nào là Ngài giải cứu đứa bé bị động kinh, Ngài giải cứu người phụ nữ bị gù lưng 18 năm. Rồi Ngài giải cứu một cái ông bị quỷ nhập điên loạn sống trong mồ mả, không ạ? Ngài giải cứu Marie Madeleine khỏi 7 con quỷ, nhiều lắm. Rồi bây giờ anh xem thử liệt kê, trong tất cả những trường hợp đó, có trường hợp nào Chúa Giêsu nói chuyện với ma quỷ không? Và bao nhiêu trường hợp? Nếu anh chị em nghiên cứu cả 4 sách Phúc Âm đó, thì tôi sẽ thấy là chỉ có duy nhất một lần thôi Chúa Giêsu hỏi ma quỷ mày tên gì. Anh em nhớ, đây là trong cái câu chuyện mà Ngài giải cứu cái người điên. Ngài hỏi người điên rằng là Ngài hỏi là mày tên là gì, thì người điên nó mới nói là ta là quân đội. Vậy thôi. Như vậy ở đây chúng ta thấy là Chúa hoàn toàn không khai thác thông tin rằng là mày có bao nhiêu con, tên mày là gì, mày vào lúc nào, mày đã làm gì, tổ tiên người này như thế nào, Chúa không có khai thác. Đúng không? Và hầu hết những phần còn lại thì Chúa Giêsu luôn quở trách ma quỷ và cho nó đi lập tức. Chúa không có đòi thời giờ ở đâu mà nói chuyện với ma quỷ, mà Chúa cũng không cần khai thác ma quỷ thông tin, vì nó là cha đẻ của sự nói dối và nó luôn nói dối. Có đúng không? Như vậy ngay tại chỗ này, khi mình nghiên cứu Kinh Thánh, mình thấy là tốt nhất chúng ta học cái cách của Chúa Giêsu đủ quỷ.
Chúng ta học cái cách mà Chúa Giêsu chữa lành. Rồi một ví dụ khác về sự chữa lành. Ví dụ như có một cái giáo lý nói rằng là mình đã cầu nguyện chữa lành thì không có được cầu nguyện lặp đi lặp lại, không có được cầu nguyện nhiều lần. Nhưng mà có một số giáo lý nói là được phép nhân danh Chúa Giêsu cầu nguyện nhiều lần nếu anh chưa hết bệnh. Vậy nghe ai? Nghe ai? Có đúng không? Rồi. Ai cũng có cái lý hết á. Nhưng mà bây giờ nhìn vào Kinh Thánh, Chúa chữa lành rất là nhiều người. Chúa chữa lành người bại, Chúa chữa lành người bại 38 năm bên hồ ao Bethesda, Chúa chữa lành người bại 4 người khiêng, Chúa chữa lành cho người mù, đúng không? Chúa chữa lành cho người điếc, nhiều lắm. Và hầu hết các trường hợp thì Kinh Thánh nói là Ngài chữa lành tất tần tật. Người phun đến thì Ngài nói cái sạch luôn. Người bị mất huyết 12 năm rơ vào trong áo Ngài cái sạch luôn, lành tức thì. Người mù Bartimê vừa mù vừa ăn mày đó, vừa nói là đức tin con đã cứu con, hãy đi, lành luôn, đúng không ạ? Người bại 38 năm Chúa nói hãy đứng dậy vác giường ngươi mà đi, đi luôn. Rồi người bại 4 người khiêng, Chúa nói là hãy đứng dậy vác giường ngươi về nhà, thế là đứng dậy luôn, đúng không? Người bị teo tay, Chúa nói giơ cánh tay ngươi ra thì cánh tay hết teo luôn. Hầu hết là Chúa cầu nguyện một phát là xong luôn, không cần phải lặp đi lặp lại. Anh em thấy không ạ? Nhưng có một lần duy nhất, anh em nhớ câu chuyện không? Có anh bạn anh dẫn người mù của anh đến cho Chúa Giêsu cầu nguyện. Chúa Giêsu mới dẫn cái người mù đã ra chỗ khác xa đám đông. Chúa đặt tay lên mắt người mù, đúng không? Và nói, rồi sau đó hỏi người mù anh thấy không? Người mù nói là tôi thấy lờ mờ, tôi thấy người đi lại như cái cây. Thì Chúa Giêsu sao nào? Một lần nữa Chúa đặt tay lên người mù. Thế là lần thứ hai này thì người mù thấy rõ, hoàn toàn như người bình thường. Từ cái chỗ này chúng ta cũng có thể học được cách của Chúa Giêsu chữa cho người bệnh. Đó là chúng ta hoàn toàn có thể cầu nguyện cho người bệnh nhiều hơn một lần. Và chúng ta có thể cầu nguyện cho người bệnh cho đến khi người bệnh được lành trong danh Chúa Giêsu. Không quan trọng. Tùy cái đức tin của người kia. Có đúng không ạ? À, đây là cái chỗ mà chúng ta nhìn thấy. Tóm lại anh em biết không? Khi chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh, nghiên cứu các sách Phúc Âm, nghiên cứu sách Cựu Ước, nghiên cứu sách Công Vụ Sứ Đồ, nghiên cứu những thư tín vân vân, chúng ta sẽ học được cái khuôn mẫu chữa lành. Chúng ta học được cái cách Đức Thánh Linh vận hành một cách bài bản đúng đắn. Đây là chỗ mà chúng ta có thể rút tỉa được những sự hiểu biết rất sâu sắc từ Đức Chúa Trời cho chúng ta về vấn đề này. Ngoài ra chúng ta cũng có thể học hỏi ở như người này người kia. Nhưng mà tôi nói với anh chị em, nghiên cứu Kinh Thánh cho bản thân mình là phải có. Chúng ta không thể nào xây dựng chức vụ của mình trên kinh nghiệm, trên sự truyền khẩu, trên cái sự truyền đạt của người nào người kia. Không, tôi nói anh chị em phải tự mình nghiên cứu Kinh Thánh. Để gì? Để chức vụ anh chị em không mau tàn, không sai lầm, không thiên lệch. Bởi vì đi trong cái thế giới thuộc linh này là chỉ cần chúng ta sai một ly thôi, nó sẽ đi một dặm. Ma quỷ có thể xen vào, nhiều điều tai hại có thể xen vào, nhiều điều thái cực có thể xen vào, nhiều những cái điều quái đản mê tín dị đoan có thể xen vào. Và điều đó nó khiến cho cái chức vụ của chúng ta không còn thuần túy là một chức vụ từ trời, mà nó pha tạp đủ thứ nếu như chúng ta không nghiên cứu Kinh Thánh và rút tỉa cho chúng ta. Tôi nói với anh chị em, cầu nguyện chữa lành trong danh Chúa Giêsu không phải là mê tín dị đoan, không phải là đọc thần chú, không phải là cái cách làm của những ông thầy bùa thầy pháp này kia, không phải là ngậm nước phun, không phải là ngậm muối phun, không phải là ngậm máu phun, không phải là dùng cái lá quẹt quẹt thế này, không. Đây là việc làm của Đức Thánh Linh trên thân thể người bệnh. Đây là uy quyền trong danh của Giêsu, có sự hiểu biết sáng suốt đầy đủ dựa trên Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Cho nên anh chị em chúng ta phải nghiên cứu Kinh Thánh. Hãy tìm trong Kinh Thánh những ví dụ để mình noi theo. Hãy xem xét tất cả các ẩn dụ trong vương quốc của Đức Chúa Trời và cầu xin mở Chúa mở mắt cho mình hiểu được những ý ẩn của vương quốc đó. Bởi vì sao? Cái sự chữa lành là nó được thể hiện quyền năng của vương quốc Đức Chúa Trời, thể hiện cái ý luật của vương quốc Đức Chúa Trời, nó thể hiện cái cách mà vương quốc Đức Chúa Trời vận hành trên sức khỏe của một con người. Cho nên khi chúng ta đọc những bí ẩn, hiểu được những bí ẩn của vương quốc Đức Chúa Trời, anh em sẽ rất là nhẹ nhàng để mà cầu nguyện cho người bệnh và thấy hoàn toàn phép lạ nó xảy ra một cách rất tự nhiên. Bởi vì đó là vương quốc của Chúa, đấy là cái cách ở trong vương quốc của Chúa. Giống như anh chị em bước vào trong ánh sáng thì chắc chắn quần áo anh chị em sẽ được chiếu sáng, anh chị em sẽ có cái bóng, anh chị em sẽ nhìn thấy mọi vật, phải không ạ? Chúng ta không thể nào khác được.
Cho nên khi chúng ta hiểu cái cách vận hành của Vương quốc Chúa, chúng ta rất là dễ tự tin để cầu nguyện cho người bệnh, vì chúng ta biết rằng chúng ta đang ở đâu, đang làm gì, và chúng ta làm với thẩm quyền nào, cách nào. Đúng không chị? Đó. Cho nên chúng ta cần phải nghiên cứu về Vương quốc của Chúa. Rồi, tiếp theo chúng ta một nơi khác mà để chúng ta nghiên cứu nữa đó, là chúng ta cần phải tìm hiểu tất cả những cái giai đoạn, những cái thời kỳ mà dân Israel đã trải qua dưới những lãnh đạo khác nhau. Tại sao? Vì những lãnh đạo trong Kinh Thánh đây là những nhà phục hưng. Gideon có cái cách vận hành của Gideon, Samson có cách vận hành của Samson, David có cách vận hành của David, Solomon có cách vận hành của Solomon, Môi-se có cách vận hành của Môi-se, Eli có cách tạo phép lạ của Eli, Elise có cái cách nhận phép lạ và làm phép lạ của Elise, và những ông vua như Josaphat, Ezechia, tất cả những nhân vật đó, anh chị em, chúng ta hãy nghiên cứu cuộc đời của họ, hãy nghiên cứu thật kỹ điểm mạnh, điểm yếu của họ. Tại sao họ thành công? Tại sao họ thất bại? Chúng ta phải biết làm sao để chúng ta học sự thành công của họ và loại trừ những khuyết điểm của họ. Tất cả những tấm gương trong Kinh Thánh không phải chép để vui, để chơi đâu anh chị em. Tất cả những tấm gương, những nhân vật trong Kinh Thánh chép một cách trần trụi để cho chúng ta làm gương cho chúng ta, để chúng ta nhìn vào đó và biết xây dựng con người của mình làm thế nào để cho đẹp lòng Chúa, làm thế nào để cho hiệu quả với Chúa, làm thế nào để cho chúng ta có thể trở thành công cụ đắc lực của Chúa, nhất là trong cái chức vụ giải cứu chữa lành này. Nha, anh em nhớ ha, nghiên cứu vương quốc, nghiên cứu khuôn mẫu của Chúa Giêsu, nghiên cứu vương quốc, rồi bắt đầu nghiên cứu những thời kỳ của Israel dưới những lãnh đạo khác nhau, nghiên cứu cuộc đời của những lãnh đạo đó. Đây là cái chỗ hết sức quan trọng, phải không ạ? Rất là quan trọng. Anh em thử đi, mỗi lần anh em nghiên cứu một nhân vật, anh em sẽ học cho mình rất nhiều bài học. Dù anh em nghiên cứu David, anh em sẽ học biết bao nhiêu bài học. Có một lần tôi đã chia sẻ những bài học của David ở trên bài giảng Chủ Nhật, phải không ạ? Rất là nhiều bài học qua cuộc đời của ông. Rồi vua Ezechia, rất là nhiều bài học qua cuộc đời của ông. Rồi Joseph, rất là nhiều bài học qua cuộc đời của ông. Môi-se, rất là nhiều bài học qua cuộc đời của ông. Tôi khích lệ anh chị em hãy nghiên cứu từng nhân vật một trong Kinh Thánh, để chúng ta học cái cách để chúng ta hiểu rõ hơn Đức Chúa Trời muốn gì và Ngài mong đợi gì từ người của Đức Chúa Trời, từ cái người của Ngài sai phải. Amen anh chị em, chúng ta cần ha. Đó. Rồi anh chị em, mục thứ ba mà chúng ta cần đó là gì ạ? Chúng ta ngồi cái chuyện nghiên cứu Kinh Thánh để có sự hiểu biết, thì chúng ta cũng cần nghiên cứu lịch sử nữa. Nghiên cứu lịch sử. Dĩ nhiên anh chị em học ở trong các trường Kinh Thánh sẽ có môn lịch sử Hội Thánh, đúng không ạ? Lịch sử Hội Thánh rất là nhiều, nhưng mà đây chỉ là lịch sử Hội Thánh. Tôi muốn nói nghiên cứu lịch sử là rộng hơn. Hãy tìm các sách được viết bởi các tướng lĩnh trong quân đội của Chúa. Đây là chỗ mà chúng ta cần, không ạ? Chúng ta cần tìm các sách viết về Willie Graham, Alexander Dowie, không ạ? Rồi John Lay, Catherine Kuhlman, rồi những cái nhân vật trong lịch sử như là ông Martin Luther, không ạ? John Wesley, Tống Thượng Tiết, vân vân. Những người đã hoặc đang sống theo lối sống siêu nhiên. Dĩ nhiên chúng ta không cần nghiên cứu lịch sử của những người mà chỉ là thần học thuần túy. Tôi đang nói trong phạm vi là những tướng lĩnh trong quân đội của Chúa, tức là những tướng lĩnh đã từng vận hành trong dấu kỳ phép lạ, quyền năng chữa lành giải cứu. Anh chị em ơi, tìm tất cả những nhân vật đó, đọc nghiên cứu sách về họ, cuộc đời của họ. Đúng không ạ? Đây là một kho thông tin tuyệt vời cho những ai muốn theo đuổi chức vụ này. Anh chị em thấy những sách mà tôi đọc trên sách nói, phải không ạ? Thú thật là tôi đang luôn luôn tìm kiếm những quyển sách của những tướng lĩnh trong quân đội của Chúa, tức là những người vận hành trong dấu kỳ phép lạ siêu nhiên. Smith là ông mà ông làm cho 20 người chết sống lại bởi danh Chúa. Ông Mahesh Chadha là một nhà truyền giáo vĩ đại, đã làm rất nhiều dấu kỳ phép lạ khắp mọi nơi, khắp mọi châu lục. Richard Bonnke, anh em quá quen thuộc rồi, đúng không ạ? Catherine Kuhlman quá quen thuộc luôn rồi. Và vô số
những nhân vật, những con người hiện đang sống hoặc đã về với Chúa rồi, nhưng mà gì, Chúa đã dùng cuộc đời của họ một cách đầy quyền năng cho những người bị ma quỷ ức hiếp. Đây là một cái kho tàng kiến thức mà tôi nói với anh em này. Đôi khi đó mình phải mất 10-20 năm để phát hiện ra một điều gì đó, trong khi anh em chỉ cần nghiên cứu lịch sử, đọc những quyển sách đó, nghiên cứu về cuộc đời của họ, chúng ta có thể biết được những điều đó trong vòng một vài tuần. Anh em thấy lợi không? Rất là lợi. Tôi học những cái cách của họ tìm kiếm Chúa. Tôi học cách họ kiên ăn. Tôi học cách họ gặp gỡ Chúa. Tôi học về cái cách của họ cầu nguyện cho người bệnh. Tôi học cái cách mà họ nhận lãnh ân tứ từ Thánh Linh. Tôi học cái cách mà họ vận hành những ân tứ của Đức Thánh Linh. Tôi học cái cách làm sao để họ có thể nhìn thấy sự hiện thấy ở trong linh. Tôi học cái cách họ bắt đầu cái chức vụ giải cứu chữa lành như thế nào. Tôi học cái cách họ dầm thấm mình thờ phượng Chúa mỗi ngày ra sao. Tôi học cái cách trong đời sống hàng ngày của những người đi trong chức vụ giải cứu chữa lành, họ cần điều gì, họ sống làm sao, không ạ? Trong gia đình họ thế nào, trong hội thánh họ ra làm sao. Ô, nó rất là diệu kỳ chứ. Cho nên những lãnh đạo này thật sự là những con người đem lại sự phục hưng chữa lành vĩ đại, mà nhất là trong giai đoạn 1950. Anh em biết cái giai đoạn này ở bên Mỹ nó có cái phong trào gọi là tiếng nói chữa lành, phải không ạ? Nó rất là nhiều những cái tướng lĩnh đã được Chúa dấy lên trong thời kỳ này. Ví dụ như ông Kenneth Hagin, phải không ạ? Đấy, những tướng lĩnh, những con người vĩ đại, T.L. Osborne, Lester Sumrall, Maris Sarulo, những người đã trở về với Chúa rồi, nhưng mà sách của họ để lại rất là diệu kỳ. Anh em tìm đi, nghiên cứu đi. Cho nên có một cái quyển sách là các tướng lĩnh, các tướng lĩnh của Đức Chúa Trời, liệt kê nhiều lắm. Và tôi nhờ cái quyển sách này mà tôi lột tìm những nhân vật, những nhân vật mà Chúa dùng trong cái thời kỳ đó nó như thế nào, và tôi tìm hiểu lịch sử của họ rất là diệu kỳ. Cũng một lẽ đó, chúng ta đọc lịch sử để gì ạ? Rút tỉa những điều quý giá, rồi gì, gạt bỏ những điều sai lầm, để cho mình đừng có mắc sai lầm, đúng không ạ? Đừng mắc sai lầm giống như họ đã mắc, nhưng mà chúng ta lại học tập những tấm gương của họ về những điều tốt. Quá đúng chứ anh em. Cho nên đừng bao giờ anh em sợ một con người mà có cái kết cục không tốt đẹp. Ví dụ như là anh em đọc về cái ông William Branham, đúng không? Là một người được Chúa dùng rất là quyền năng, nhưng mà cuối đời là hơi lệch lạc. Cuối đời là đi, phải nói là tà giáo, có cái sự là tà giáo của ông William Branham. Cuối đời ông cho ông là Eli, chuẩn bị dọn đường để Chúa tái lâm, đúng không? Ông nghĩ ra những cái điều rất là kinh dị. Và hiện nay thì ông vẫn còn một số những tín đồ vẫn tin theo những cái điều quái gở như vậy. Nhưng mà nói như vậy cũng không có nghĩa rằng chúng ta phủ nhận tất cả những gì mà Chúa đã sử dụng ông trong cái giai đoạn mà đỉnh điểm của chức vụ, đúng không ạ? Đây là một con người mà thực sự là Chúa dùng một cách rất là quyền năng. Những lời tri thức của ông chính xác đến mức độ tính bằng con số 5 chứ không phải là hiện tại. Những dấu kỳ phép lạ Chúa làm với ông, chưa bao giờ có một nhân vật trong lịch sử mà giống như những điều mà Chúa làm qua cuộc đời của ông. Anh em đọc trong ông William Graham sẽ thấy. Không phải ông Billy Graham đâu, không phải đâu anh chị em. Phải nhớ kỹ cái tên tôi đọc, William Graham. Con người này rất là diệu kỳ. Nhưng mà cuối đời là ông như vậy đó. Cho nên chúng ta đừng sợ khi phải đọc những cái sách như vậy hay cuộc đời của họ. Đừng sợ. Có một số người rất là thái cực ở chỗ này. Ô, thấy ông này sa ngã cuối đời, dẹp hết, không đọc gì cả. Dở anh chị. Chúng ta cần phải học cách giống như ăn cá vậy đó. Anh em ăn con cá, anh em ăn hay tắt tần tật à? Không. Anh em gỡ cái thịt ăn và vứt cái xương đi. Thì cũng vậy, khi chúng ta nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu cuộc đời của những lãnh đạo phục hưng, cuộc đời của những nhân vật tuyệt vời mà đã làm những cuộc phục hưng vĩ đại trên thế giới này, thì chúng ta cũng nghiên cứu với tinh thần là gì đã? Ăn thịt bỏ xương. Ăn thịt bỏ xương. Không sao hết. Không có một con người nào là hoàn hảo trên đất này. Amen với tôi điều đó mà. Vua David vẫn còn phạm tội cơ mà. Cho nên vua David là người gần gũi Chúa, làm vua của một đất nước, không thiếu một thứ gì, mà ông vẫn phạm tội cơ mà. Cho nên cái chuyện con người phạm sai lầm là chuyện bình thường. Con người mà nó phải phạm sai lầm. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng tất cả cuộc đời họ đều sai lầm. Có những giai đoạn họ được Chúa dùng rất là mạnh mẽ. Có những giai đoạn họ được Chúa mặc khải rất là diệu kỳ.
có những cái điều mà Đức Chúa Trời dùng họ một cách lạ lùng, chúng ta hãy học những sự đó. Còn những sự xấu xa để cho Đức Chúa Trời lo đừng phán xét, đừng sợ hãi. Amen chị em. Đây là cái chuyện mà chúng ta cần phải nói. Cho nên tôi khích lệ anh chị em hãy siêng năng vào cái trang sách nói ở nhà muôn dân đó, rồi tìm những cái quyển sách mà anh chị em muốn nghe, hãy học những cái kiến thức của họ, học về cuộc đời của họ, học về cách họ gặp gỡ Chúa, học về cách họ tương giao với Chúa, học về cách họ cầu nguyện với Chúa, học về cách họ phục vụ Chúa, học về những cái điều Chúa có thể làm với họ để nói với chúng ta rằng Chúa ơi, Ngài làm được cái điều đó qua người anh em, người chị em này của con thì Ngài cũng làm qua con được. Chúng ta khích lại đức tin, hãy nghiên cứu lịch sử. Amen. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp đến một thứ tư của cái vấn đề xây dựng một cái bầu không khí đức tin để cho chức vụ chữa lành người bệnh, đúng không ạ? Là sự chuyển giao. Cái này rất là quan trọng. Nào, chúng ta đã đi đâu nè? Kêu cầu Chúa rồi nè, nghiên cứu kinh thánh rồi nè, nghiên cứu lịch sử rồi nè, đúng không? Những cái đó là nó đã đem lại cho anh em vô vàn những kiến thức, xây dựng cho anh em một cái nền tảng đức tin về sự chữa lành giải cứu là xác quyết, không còn một mảy may nghi ngờ, đúng không? Một cái người mà đi trong chức vụ giải cứu chữa lành mà còn nói là không biết giờ Chúa còn làm phép lạ không, Chúa còn có chữa bệnh không, thì thôi hỏng từ trong trứng rồi, đúng không? Chúng ta phải nghiên cứu và xây dựng cho mình một cái đức tin xác quyết. Chúa Giêsu hôm qua hôm nay đời đời không hề thay đổi. Ngài làm điều đó cho trong quá khứ thì Ngài làm điều đó trong hiện nay, chắc chắn là Ngài làm. Ngài làm ở trong năm 1950 thì Ngài làm trong 2023 như sau. Ngài làm từ thời công vụ sứ đồ thế nào thì bây giờ Ngài cũng làm thế. Chúa không thay đổi một chút nào. Amen. Đó là lý do chúng ta phải kêu cầu, phải nghiên cứu kinh thánh, phải tra cứu lịch sử để xây dựng cho mình cái đức tin. Đức tin đến bởi lời mà, đức tin đến bởi lời Chúa mà, đức tin đến bởi những gì chúng ta đọc, chúng ta nghe mà. Cho nên nếu chúng ta lời những điều đó là hỏng rồi. Nhưng anh chị em à, khi chúng ta có đức tin đó rồi đó, chúng ta cần một điểm nữa rất là diệu kỳ, mà cái điểm này tôi thường hay chia sẻ trong các kỳ bồi linh, trong những cái đại hội, đó là tôi gọi là sự chuyển giao. Chuyển giao giống như tôi hay nói với anh chị em đó, không ạ? Tôi là một người được rất là may mắn được gặp hai con người rất lạ lùng trên đất này, đó là sứ đồ Ilunga và tiên tri TB Joshua. Gặp trực tiếp mặt đối mặt, và họ đã đặt tay cầu nguyện cho tôi. Ô, đó là một cái sự chuyển giao cầu nguyện thực tế luôn. Và sau khi được cầu nguyện như vậy thì hoàn toàn mọi sự tăng trưởng, biến đổi, bộc phát một cách rất là lộc trong cái chức vụ giải cứu chữa lành. Anh em có thấy ra điều đó không? Chúa vẫn ban ơn, nhưng mà nếu được chuyển giao thì ơn nó được nhân lên con số tính hàng ngàn lần chứ không phải là trăm. Nhân lên, kích lên, mạnh mẽ lên. Cho nên theo đuổi những người nam người nữ được Đức Chúa Trời sử dụng, những con người có một lối sống của phép lạ, và xin họ đặt tay lên bạn, đặt tay lên em và cầu nguyện cho anh em là điều cần thiết. Tôi nhắc lại nha, theo đuổi những người nam người nữ, những người của Đức Chúa Trời là những người có lối sống, đang sống một lối sống đầy phép lạ, đang thực hiện chức vụ giải cứu chữa lành, theo đuổi họ và xin họ đặt tay lên anh em và cầu nguyện cho anh em. Đây là cách diệu kỳ, đây là cách mà Đức Chúa Trời muốn, đúng không? Anh em có thể nhận được ân điển của phép lạ, nhận được ân tứ một cách lạ lùng qua cái cách này. Đây là một trong những điều mà sứ đồ Phao-lô đã dạy trong Timôthê nhất chương 4 câu 14. Khi ông khích lệ Timôthê hãy nhân lại ơn mà Timôthê đã nhận được do nhờ các trưởng lão đặt tay, và chính ông cũng đặt tay lên Timôthê nữa, và nhờ đó mà Timôthê nhận được ân tứ, nhận được ơn. Và nói cụ thể đây là ơn gì? Cụ thể trong bài học chúng ta là ơn chữa lành người bệnh. Anh em nhớ trong chính ân tứ thánh linh không? Có ơn chữa lành bệnh tật. Và tôi chỉ nói với anh chị em nè, cái này là một cái bí quyết, một cái bí ẩn trong cái câu mà ơn chữa lành bệnh tật đó. Nếu đọc kỹ anh chị em thấy là ơn chữa lành các loại bệnh tật. Đây là ơn, nó không phải là rèn luyện mà có, đúng không ạ? Đây là ơn, ơn từ thánh linh ban cho. Chúa thánh linh ban cho anh em ơn chữa lành các loại bệnh tật. Có nghĩa là gì? Là có thể trong hội thánh có 5-7 người có cái ơn này, và mỗi người có thể có một cái ơn chữa lành cái bệnh khác nhau. Ví dụ như tôi được ơn chữa bệnh xương khớp, hả? Bệnh xương khớp là tôi đặt tay lên là nó lành. Còn đôi khi bệnh đau đầu nó là không lành.
Bệnh tim mạch nó là không lành, anh em hiểu ý mà. Bệnh gan nó không lành, bệnh thận nó không lành. Nhưng mà Chúa có thể ban cho một người là nhiều ơn chữa bệnh. Tức là Chúa có thể ban cho anh em ơn chữa bệnh tim, ơn chữa bệnh đau đầu, ơn chữa bệnh gan, ơn chữa bệnh bao tử, ơn chữa bệnh tiền đình, ơn chữa bệnh ung thư, vân vân và vân vân. Như vậy thì càng nhiều những đầy tớ được ơn chữa bệnh, đặt tay lên cho em chuyển giao, anh chị em càng có nhiều ơn. Đây là chỗ chuyển giao. Chúng ta nhận, chúng ta nhận bởi lời cầu nguyện của họ. Cho nên cầu nguyện cho người bệnh mà có ơn là sướng lắm anh chị em. Nó không có phải phân vân gì cả. Đơn giản là anh chị em đặt tay lên và nói hãy lành đi, tự nhiên hãy lành. Đây là ơn mà. Đây là ơn, không phải nhảy múa, không phải nỗ lực, không phải cái gì cả. Khi anh em đặt tay lên người bệnh và anh em nói đau đầu lành đi, thế là lành. Ung thư lành đi, thế là nó lành. Tim mạch lành đi, thế là lành. Gan lành đi, thận lành đi, thế là lành. Bởi vì người đã được ơn. Đây gọi là ơn chữa bệnh mà sứ đồ Phao-lô nói trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12, anh chị em thấy đó. Ơn chữa các loại bệnh tật. Anh nhìn nhớ ha, các loại bệnh tật. Bệnh thì nhiều lắm. Và mỗi một người có thể Chúa ban ơn cho chữa lành vài loại bệnh. Đúng không? Vài loại, ví dụ như chữa bệnh tim, chữa bệnh thận, chữa bệnh phổi, chữa bệnh đau đầu, chữa bệnh xương khớp. Đó, anh em thấy đó. Thì cái đó là cái mà anh chị em hãy để ý ha. Rồi cần có. Nhưng mà tôi muốn nói để anh em khích lệ thêm nè. Cái cách mà một người trực tiếp đặt tay lên cho em để chuyển giao sự sức giàu đó, chuyển giao ơn đó, nó không phải là cách duy nhất. Không phải cách duy nhất. Tôi cảm ơn Chúa về điều này. Chứ nếu đây mà cách duy nhất thì căng rồi. Ví dụ có những người của Đức Chúa Trời ở xa xôi lắm, không thể nào đi gặp được thì làm sao? Đúng không ạ? Ví dụ bây giờ mình nhìn trên mạng bao nhiêu những tiên tri ở châu Phi, làm sao mình gặp được họ? Những người đầy ơn ở bên Mỹ, làm sao mình qua đó mình gặp được họ? Đôi khi có thể gặp được nhưng mà rồi ngăn cách về ngôn ngữ, về văn hóa, làm sao mình có thể trình bày được họ để họ đặt tay lên mình, đúng không ạ? Cho nên cảm ơn Chúa vì cái sự đặt tay chuyển giao không phải là cách duy nhất. Đôi khi chúng ta có thể nhận được qua sự ảnh hưởng của chức vụ họ bằng tấm lòng tôn kính. Ví dụ như có một ông chia sẻ, ông Dad Hillmill, ông chia sẻ là ông quá hâm mộ ông Kenneth Hagin. Suốt ngày ông nghe băng đĩa của ông này. Và một ngày nọ khi ông nghe một cái đĩa nào đó về sự giảng dạy, thì ông thấy có tiếng rộp, thì ông thấy có một cái gì đó như cái đồng xu vậy, nó chạy từ cái băng đĩa đó nó chui vào lòng ông. Và kể từ đó ông được ơn giáo sư, được ơn giảng dạy. Ông giảng dạy đầy sự sức giàu, trong khi trước đó ông nói chả ai nghe. Anh em hiểu không ạ? Cho nên nghe sách rất là quan trọng anh chị em. Đọc sách rất là quan trọng. Khi anh em hâm mộ một đầy tớ nào đó của Chúa, khi anh em hâm mộ tôn kính một đầy tớ nào đó của Chúa, anh em nghe băng đĩa của họ, anh em đọc sách của họ một cách say mê, tôi nói anh chị em trong đó có sự chuyển giao. Chuyển giao qua băng đĩa, qua màn hình, qua sự sức giàu, qua sách. Cho nên anh chị em hãy chú ý điều đó. Chú ý điều này, đó là sự ảnh hưởng ha. Và cái cách đó là cái cách mà tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ sử dụng trong thời kỳ cuối này. Bởi vì mạng xã hội, bởi vì cách đó là cách nó khiến cho mọi khoảng cách bị rút ngắn. Không gian, thời gian không còn là ngăn trở nữa. Có những đầy tớ của Chúa đã về với Chúa lâu rồi. Thế làm thế nào mình nhận được sự ảnh hưởng, sự sức giàu của họ đấy? Chỉ còn cách là nghe lại băng đĩa của họ, nghe lại và đọc những sách của họ thôi, một cách tôn kính. Đây là cái chỗ rất quan trọng. Tôi muốn nhấn mạnh chỗ này là tấm lòng tôn kính. Tấm lòng trân trọng, trân quý, yêu quý đó, nó giúp chúng ta dễ dàng nhận sự chuyển giao, sự sức giàu. Tôi nói với anh chị em một cái lẽ thật như thế này. Anh chị em không thể nào nhận được sự chuyển giao, sự sức giàu từ một đầy tớ Chúa mà anh chị em không yêu quý người đó, anh chị em không tôn kính người đó, anh chị em vừa nói xấu người đó lại vừa muốn nhận lãnh sự sức giàu trên người đó. Không bao giờ hoạt động. Cái đó không bao giờ hoạt động. Anh chị em hiểu không ạ? Đây là nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Elise muốn nhận sự sức giàu của Eli thì Elise phải hết sức tôn quý Eli, đi theo phục vụ Eli, trân trọng Eli, kính trọng Eli, coi Eli như người thầy của mình mà Đức Chúa Trời sử dụng để giúp cho cái chức vụ mình được thành công. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch. Bất di bất dịch. Cho nên Timothée mà muốn nhận được ơn mà Đức Chúa Trời ban cho Phao-lô
thì ông coi Phaolô như người cha thuộc linh của mình. Ông nghe Phaolô, vâng phục Phaolô, đi theo phục vụ cuộc đời với Phaolô, tận hiến tất cả tuổi trẻ của mình vào chức vụ với Phaolô. Anh em thấy không ạ? Cho nên tôi nói anh chị em, cái lòng tôn kính, cái sự yêu quý với người của Đức Chúa Trời là cái cửa để cho chúng ta nhận được sự sức dầu từ họ, ơn từ họ chuyển giao cho mình. Cho nên khi anh chị em nghe băng đĩa của một ai đó, một người được sức dầu nào đó, thì anh chị em đừng nghe với một cái thái độ là tôi muốn nhận từ người này, không không. Trước hết hãy nghe với lòng tôn kính, yêu quý, trân quý, tôn trọng người đó mới được. Đây là cái thái độ mà chúng ta cần phải nhắc ở đây. Bởi vì rất là nhiều cái tình trạng là gì ạ? Chúng ta chỉ muốn cái ơn thôi, còn con người đó là không thèm nói chuyện, không thèm mà quan tâm. Nhưng mà mình muốn cái ơn trên người đó, cái chuyện đó là nó không hoạt động nha anh chị em. Nó không bao giờ hoạt động, không bao giờ. Dù anh chị em có gọi, ô đây là cha thuộc linh của tôi, ở đây là mẹ thuộc linh của tôi, đây là thầy thuộc linh của tôi, anh chị em có gọi hàng ngàn lần, nó cũng không hoạt động. Vì Chúa là Chúa của tấm lòng. Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời của tấm lòng, và Ngài kiểm tra tấm lòng của chúng ta. Có thể chúng ta không gọi cái gì cả, nhưng mà lòng chúng ta tôn kính, yêu quý, thì khi chúng ta kết nối với người đó, chúng ta nhận được cái sự chuyển giao. Rất là quan trọng. Rồi, điểm thứ năm. Điểm thứ năm, tôi gọi đó là, đây là sự liên kết. Sự liên kết, phải không ạ? Sự liên kết. Chúng ta biết sự chuyển giao, phải không ạ? Bây giờ có sự liên kết. Sự liên kết là gì? Chúng ta nhìn vào câu chuyện của David và Goliath, là một câu chuyện nổi tiếng ở trong Kinh Thánh, không ạ? Đây. Như vậy thì David đã giết chết Goliath. Nhưng nếu anh chị em đọc cả Kinh Thánh đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng không phải chỉ có một gã khổng lồ đó bị giết chết đâu, mà ít nhất có bốn gã khổng lồ khác bị giết chết trong Kinh Thánh. Và tất cả đều bị giết bởi ai? Bởi những người đi theo David. Anh em hiểu ý không ạ? Anh em hiểu ý không ạ? Tôi nhắc lại nha. Ví dụ như mình nhìn thấy câu chuyện của David giết Goliath, là chúng ta thấy một người khổng lồ mạnh bạo của dân Philippines bị David giết. Câu chuyện đấy ai cũng biết. Nhưng mà nếu chúng ta đọc kỹ Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy không phải chỉ duy nhất một ông Goliath này bị giết, mà có bốn gã khổng lồ khác bị giết nữa trong Kinh Thánh, cũng rất là mạnh bạo, không thua gì Goliath đâu. Nhưng mà đặc biệt là gì? Họ được giết bởi những người đi theo David. Hiểu không ạ? Cho nên thế nào là sự liên kết? Nếu như bạn muốn giết kẻ khổng lồ, thì hãy đi theo cái người đã từng giết kẻ khổng lồ. Nó ảnh hưởng đến đời sống chúng ta. Nếu bạn muốn có một chức vụ giải cứu chữa lành thành công, hãy đi theo cái người đã có một chức vụ giải cứu chữa lành thành công. Hiểu không? Đây là liên kết. Nó sẽ ảnh hưởng qua anh chị em, nó sẽ nâng đời sống anh chị em. Và anh chị em nhìn thấy những dấu kỳ phúc lạ đó, đến lúc anh chị em sẽ làm được như cái người mà anh chị em liên kết. Anh chị em sẽ giết được gã khổng lồ khi anh chị em đi theo cái người đã giết được gã khổng lồ. Hiểu không ạ? Chúng ta không thể nào có thể có một chức vụ giải cứu chữa lành thành công khi mục sư của anh chị em là người hoàn toàn chả có tin gì vào chữa lành giải cứu hết. Không bao giờ. Đó. Chúng ta ngồi trong một cái hội thánh, ruồi bay cũng nghe. Chúng ta ngồi trong một cái hội thánh, nói rằng dấu kỳ phép lạ hết rồi, làm gì có sự chữa lành, bệnh thì đi bệnh viện đi, mà bệnh viện chữa không được thì về đóng hòm chết đi, làm gì có chữa lành bây giờ. Bệnh bây giờ là thập tự giá phải vác, đừng có kêu cầu chữa lành làm gì. Không có đâu, phí thời giờ, phí sức. Đó, anh em ngồi trong cái hội thánh đó, đi theo một người như vậy, anh chị em làm tín đồ của một mục sư như vậy, anh chị em đi phục vụ một người như vậy, rồi anh chị em ngồi, anh chị em mơ, Chúa ơi, dùng con làm người chữa lành giải cứu. Không bao giờ. Không bao giờ có. Nếu anh chị em muốn làm một chức vụ chữa lành giải cứu, hãy đi theo cái người đã thực hiện chức vụ chữa lành giải cứu. Tôi gọi đây là sự liên kết. Đây là sự liên kết. Đúng không? Đây là sự liên kết. Tất cả những điều đó gọi là ân điển của Chúa. Ân điển của Chúa được ban cho chúng ta, ân điển của Chúa được giao cho chúng ta, ân điển của Chúa dẫn người này lên làm sứ đồ, dẫn người kia lên làm tiên tri, dẫn người nọ lên làm truyền giáo, dẫn người khác lên làm mục sư giáo sư. Và nhờ đó chúng ta nhận được sức mạnh
nhận được sự dạy dỗ, nhận được sự chuyển giao, nhận được cái sự kết hiệp từ họ để có thể hành động trong thân thể của Chúa, đúng không ạ? Đây là cái cách mà Chúa làm. Cho nên nói gì thì nói, chúng ta không thể nào từ dưới đất trồi lên, từ trên trời rơi xuống. Chúng ta phải đi theo một gương mẫu nào đó mà Đức Chúa Trời đặt vào lòng chúng ta, có đúng không? Chúng ta phải nhìn một gương mẫu nào đó trên đất này mà Đức Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy đi theo. Và bằng cách đó chúng ta liên kết, liên kết một cách vô hình, liên kết một cách từ lòng đến lòng. Và sự liên kết này nó ảnh hưởng ngay cả cái ân tứ chức vụ của chúng ta luôn, giống nhau, nó giống nhau hết anh chị. Đây là cái chỗ rất là quan trọng, rất là quan trọng. Cho nên tóm lại như thế này, nếu bạn phát triển mối quan hệ với một nhà truyền giáo thì tâm trí của bạn sẽ nghĩ đến truyền giáo. Nếu bạn liên kết mối quan hệ của mình với một sứ đồ thì tâm trí của bạn sẽ nghĩ như một sứ đồ. Nếu bạn liên kết mối quan hệ của mình với một người đi trong chức vụ giải cứu chữa lành thì bạn sẽ suy nghĩ theo hướng giải cứu chữa lành, đơn giản thế thôi. Và bạn sẽ bị ảnh hưởng, được ảnh hưởng đó. Cho nên đây là cái chỗ mà chúng ta cần phải hết sức lưu tâm để xây dựng xung quanh mình một bầu không khí đức tin chữa lành. Hãy kiểm tra xem bạn đang liên kết và tạo mối quan hệ với ai trong đời sống chức vụ, trong đời sống đức tin của mình. Xung quanh anh chị em là ai, đúng không ạ? Anh chị em hàng ngày đi nhóm lại với ai? Nếu anh chị em là một người mong ước có một chức vụ giải cứu chữa lành thì hãy nghiêm túc suy nghĩ về điều tôi nói buổi tối hôm nay, nó rất ảnh hưởng đấy. Cảm ơn Chúa, cảm ơn anh chị em ha. Yes, cảm ơn Ngài. Chúng ta đi tiếp một vài điều ở đây. Rồi chúng ta hãy đi qua mục tiếp theo, mục số 6. Mục số 6 chúng ta gọi là sự vâng lời. Sự vâng lời rất là quan trọng, đúng không ạ? Chúng ta cầu nguyện và vâng lời, chúng ta học lời Chúa và vâng lời, chúng ta nghiên cứu và vâng lời. Và chúng ta phải học cách để nhường chỗ cho Chúa. Ngài là đấng vĩ đại nhất. Chúng ta hãy đơn giản để Ngài làm điều Ngài làm trong cái chức vụ giải cứu chữa lành này. Hãy nhường chỗ cho Chúa, chúng ta đừng có giành mình làm. Tôi nói khẳng định lại với anh chị em á, tôi hoàng bà anh chị em không có chữa lành được người nào đó, không có đủ quỷ con quỷ nào được đó. Tất cả những việc đó là Đức Thánh Linh hành động qua chúng ta, Chúa Giêsu hành động qua chúng ta bởi Thánh Linh của Ngài. Cho nên chúng ta phải học cách vâng lời, vận hành trong cái ơn vâng lời một cách triệt để, là một đời sống mạo hiểm nhưng mà rất cần thiết để tạo sự bứt phá trong những dấu kỳ phép lạ. Ví dụ như trong buổi nhóm, đúng không? Chúa có thể nói với anh chị em làm cái điều mà anh chị em cảm thấy nó rất là phi logic, nhưng mà anh chị em có dám làm hay không? Anh chị em có dám vận dụng đức tin của mình để vâng lời hay không? Thì đó nó tạo lên cái sự bứt phá cho những dấu kỳ phép lạ. Ví dụ anh chị em đứng và Chúa có thể nói rằng con hãy đến và bảo người kia đứng dậy, mặc dù người đó đang liệt, ví dụ thế, thì ta sẽ chữa lành cho người đó. Con hãy đến và bảo người kia, dù bệnh nó như vậy đó, hãy lấy một cốc nước uống vào và bởi đức tin biết rằng Chúa chữa lành. Anh chị em có dám làm không? Hoặc là Chúa có thể nói anh chị em, hôm nay ta sẽ thăm viếng tất cả những người nào đi bước lên bục giảng và đứng vào cái ô gạch này, con hãy làm đi. Hãy người nào đứng vào cái ô gạch đó thì thần của ta sẽ giáng xuống và thăm viếng họ, bắt tem thanh linh cho họ, chữa lành họ, giải phóng họ, họ được tự do. Anh em dám làm không? Đây là sự vâng lời. Sự vâng lời mà tôi nói đây không phải là cái vâng lời là phải yêu thương, phải tha thứ, phải sống hiền hòa, nhân từ, khiêm nhường, phải. Sự vâng lời ở đây có nghĩa là gì ạ? Dám mạo hiểm vâng theo sự mách bảo của Chúa Thánh Linh trong chức vụ, trong khi bạn thi hành chức vụ, trong khi bạn làm cái điều mà Đức Chúa Trời đang sai bạn làm, thì Đức Thánh Linh sẽ bắt đầu điều chỉnh, Đức Thánh Linh sẽ bắt đầu sẽ mách bảo. Anh em thấy không ạ? Đây là ý nghĩa của sự vâng lời. Cho nên anh chị em ơi, càng nhạy bén với Chúa, càng có đức tin,
càng nghiên cứu kỹ, càng thấy được ơn vận hành trên mình, thì anh chị em càng dễ vận lời hơn, có đúng không ạ? Tôi muốn nói là 11, 12, 13, 14, 15 nó hỗ trợ cho chúng ta biết vận lời. Còn nếu anh chị em bỏ qua 5 cái mục mà tôi vừa chia sẻ, anh chị em mà khó vận lời lắm, vì anh em không thể tin. Đơn giản là không thể tin rằng Chúa có thể làm điều đó. Và khi anh em bỏ qua thì phép lạ không có xảy ra. Phép lạ chỉ xảy ra đằng sau những người dám vâng lời và mạo hiểm thôi. Đúng không ạ? Đây là chỗ mà chúng ta cần ha. Đấy. Rất là quan trọng. Anh em phải biết cách vâng lời. Và cuối cùng đó là sự gì? Quản lý, quản trị. Quản trị những ơn mà Đức Chúa Trời ban cho mình. Quản trị những ân tứ mà Đức Chúa Trời ban cho mình, hầu cho gia tăng nó, làm cho nó sắc bén, làm cho nó mạnh mẽ, làm cho nó nhiều hơn, nhân nó lên. Anh em nhớ những câu chuyện mà Chúa nói về ta lân không ạ? Đừng trốn giấu ta lân, đừng làm cho nó cuồng đi, mai một đi, nhưng hãy cố gắng nhân lên. Mình phải quản trị chính xác những gì Chúa ban cho, quản trị cho thật tốt. Đó là cách để chúng ta có thể nhận nhiều hơn. Có thể hôm nay anh chị em nhận được một cái ơn chữa lành về bệnh, ví dụ bệnh xương khớp đi. Nếu anh chị em làm tốt, anh chị em làm cho nó nhân lên, anh chị em sử dụng tối đa tất cả những gì Chúa ban cho anh chị em, có thể Chúa sẽ ban cho anh em thêm một ơn nữa, chữa lành bệnh ung thư thì sao? Có thể Chúa lại bắt đầu tiếp tục, khi thấy anh chị em và quản lý tốt cái ơn chữa lành bệnh ung thư, Chúa ban cho anh chị em ơn chữa lành người đột quỵ nữa thì sao? Đúng không? Cho nên quản trị tốt những ơn Chúa ban cho mình là cách để chúng ta có thể nhận nhiều hơn. Anh em nhớ câu chuyện đó không ạ? Chú gọi người 5 ta lăng đến, chú gọi 10 người 10 ta lăng đến, và chú nói được lắm, tốt lắm, hãy vào cai trị 5 thành 10 thành. Và chú nói cái người mà chôn giấu thì sao? Lấy của nó cho cái người có 10 ta lăng kia. Còn đây là nguyên tắc của vương quốc Đức Chúa Trời. Khi chúng ta quản trị tốt, chúng ta được nhận lại, chúng ta được nhận nhiều hơn. Và đây là chỗ rất là tuyệt vời. Vì vậy ơn của Chúa nó cũng như hạt giống với anh chị. Chú ban cho mình một hạt giống, mình phải biết giữ gìn, nhân hóa nó ra để mình làm cho tốt. Vì vậy anh chị em thân mến, đừng bao giờ lười biếng, đừng bao giờ thỏa lòng với những gì mình đã có. Tức là ôi tôi như vậy thôi, 5 năm tôi cũng như vậy, 10 năm tôi cũng như vậy. Không, Chú muốn vậy đâu, Chú muốn chúng ta nhân lên. Nhưng muốn nhân lên phải quản lý nó, phải quản trị nó. Anh em hãy nhớ nha, tất cả những ơn mà Chú ban cho mình đều là ơn của Chúa, là ân điển của Chúa. Mình nhận không, hãy cho không. Đừng bao giờ sa vào sự cám dỗ, trao đổi, mua bán ơn của Đức Chúa Trời. Đừng bao giờ để cho vật chất cám dỗ anh chị em. Đừng bao giờ để cho những tiện nghi đời này cám dỗ anh chị em. Đừng bao giờ để cho những quyền lực đời này cám dỗ anh chị em. Trao đổi những điều đó với ơn của Chúa. Và Đức Chúa Trời cực kỳ không thích điều này. Đức Chúa Trời sẽ chống cự lại điều này. Đức Chúa Trời sẽ lấy lại ơn trong điều này. Đó là sự thật anh chị. Chúng ta sẽ mất mà nó không hoạt động được nữa. Cho nên ơn của Đức Chúa Trời không phải là để mua bán, để trao đổi. Giống như câu chuyện ông thầy phù thủy Simon phải không ạ? Ông nhìn thấy Phi-rơ đặt tay lên người ta, Đức Thánh Linh giáng xuống, người ta nói tiếng lạ, nói tiên tri. Ông đem bạc, ông dâng cho. Và ông nói Phi-rơ là, ông Phi-rơ bán cho tôi cái ơn này, để tôi cũng đặt tay lên người ta, người ta cũng được được chữa lành. Được nhận lên mặt em thật lành. Ông Phi-rơ nói sao? Tiền bạc sẽ hư mất với người. Ta thấy ngươi đang ngồi trong xiềng của mặt đắng, hãy cầu nguyện đi, Chúa có thể tha thứ cho người. Người tưởng rằng lấy tiền bạc mà mua được ơn của Đức Chúa Trời sao? Cho nên anh em hãy chú ý chỗ này. Là những người đi trong chức vụ giải cứu, chữa lành người bệnh, anh em sẽ có ân tứ của Đức Thánh Linh. Nhưng hãy quản trị nó một cách trung thành, hãy quản trị nó một cách đúng đắn, hãy quản trị nó một cách khôn ngoan, để Đức Chúa Trời có thể gia ơn. Đừng bao giờ làm cho nó bị lụng bại đi, làm cho nó cũ mòn đi. Hãy đừng bao giờ lợi dụng những ơn này để mưu cầu những lợi lộc thấp hèn ở trên đất này. Đừng bao giờ. Đây là chỗ mà khiến cho rất là nhiều người sa bại, rất là nhiều người mất ơn, rất là nhiều người mất chức vụ, rất là nhiều người bị tiếng xấu và làm cho thân thể của Chúa bị thiệt hại vô cùng. Amen. Cho nên tóm lại buổi tối ngày hôm nay đã tôi trình bày cho anh em 7 cái mục chúng ta cần làm thường xuyên để xây dựng cho mình một bầu không khí đầy đức tin chữa lành và giải cứu. Anh em nhớ chưa? Cầu nguyện kêu khóc, cầu nguyện tâm linh, cầu nguyện đủ mọi cách, cầu thay, cầu xin gia tăng ơn từ, để cho anh em trở nên cực kỳ nhạy bén và liên tục gia tăng trong ơn của Ngài, đúng không ạ? Thứ hai là gì ạ? Nghiên cứu lời của Đức Chúa Trời và học những cái khuôn mẫu của Chúa Giêsu trong việc chữa lành, giải cứu người bệnh.
học những nhân vật trong Kinh Thánh để thấy được những điểm ưu, điểm khuyết, để thấy được những điểm tốt, điểm xấu của họ. Và chúng ta học điểm tốt, loại điểm xấu. Nghiên cứu lịch sử của những nhân vật, những nhà phục hưng vĩ đại, của những người đi trong quyền năng dấu kỳ phép lạ, để học được rằng là Đức Chúa Trời vẫn làm việc qua những con người bình thường như chúng ta để làm những việc vĩ đại trong nước của Ngài. Học được cái cách họ sống với Chúa, học được cái cách họ nhận được ơn của Chúa, học được cái cách họ phục vụ Chúa, học được cái cách họ riêng tư với Chúa, học được cái cách họ giữ và phát triển ơn của Chúa. Không ạ, lịch sử. Đây là bốn điều. Anh chị em thấy hả? Đấy. Và ba điều. Điều tiếp theo, điều thứ tư là gì? Là chúng ta cần nhận được sự chuyển giao. Chuyển giao qua việc đặt tay sức dầu của người được ơn. Chuyển giao qua việc chúng ta tôn kính, trân quý, tôn trọng và lắng nghe những băng đĩa, những sách vở của những người được sức dầu. Điểm thứ năm là gì? Chúng ta cần phải có mối liên kết với những người đi trong chức vụ này, chứ đừng bao giờ liên kết với những người đi trong chức vụ khác. Nếu anh em muốn có một chức vụ giải cứu chữa lành, hãy liên kết với những người đi trong chức vụ giải cứu chữa lành. Chứ anh em mà liên kết với những người mở trường thần học với lại làm giáo sư thì thôi hỏng rồi, không bao giờ chúng ta phát triển được. Hãy liên kết với những người đi trong chức vụ giải cứu chữa lành. Anh chị em sẽ gia tăng nó, anh chị em sẽ được khích lệ bởi nó. Amen chưa? Ok. Điểm thứ 6 là anh em bắt đầu học cách vâng lời Chúa trong những tình huống có thể phi logic, có thể khó khăn, và anh em phải biết vâng lời. Vì sự vâng lời Đức Thánh Linh là tạo nên sự bứt phá trong các dấu kỳ phép lạ, để anh em được chiêm ngưỡng bằng mắt của mình, thấy được bằng mắt của mình. Và cuối cùng là gì ạ? Phải học cách quản trị nó, quản lý nó một cách nó trung thành, trung tín và đẹp lòng Chúa, hầu cho anh em được nhân lên trong cái ơn này. Rồi, buổi tối hôm nay tôi chia sẻ cho anh em 7 điều. 7 điều rất là quan trọng để chúng ta xây dựng một bầu không khí đức tin chữa lành. Amen. Chúng ta sẽ xây dựng nó trên đời sống của mình. Đây là cái nền tảng để chúng ta bước tới. Không phải là khi chúng ta xong 7 điều này rồi là chúng ta không nghĩ đến nó. Không, 7 điều này sẽ đi theo suốt trong đời sống chức vụ của chúng ta. Lúc nào cũng đi theo suốt hết, để chúng ta được gia tăng, được thăng tiến ở trong cái chức vụ của mình trước mặt Chúa. Amen chị em, hãy ghi nhớ nha. Xin Chúa ban phước cho anh chị. Amen, chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Xin Chúa dùng lời của Ngài ban phước cho ông bà anh chị là những người khát khao chức vụ này, là những người ước ao được Chúa dùng trong chức vụ này. Tuy rằng nó rất là mỏi mệt, nó rất là khó khăn, nó rất là mạo hiểm, rất là nguy hiểm, nhưng mà đầy thú vị anh chị em. Bởi vì chúng ta mỗi ngày được chiêm ngưỡng quyền năng của Đức Thánh Linh hành động, và chúng ta thấy được sự hạnh phúc vui mừng của người khác khi họ được khích lệ, được đổ đầy, được giải cứu, được tự do, và chúng ta cũng được mừng lây. Amen. Cảm ơn Ngài. Ok. Nào bây giờ thì sao? Chúng ta hãy cầu nguyện nha. Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự chữa lành, cho sự thăm viếng của Chúa qua bài học này. Ok. Anh em hãy đến với Chúa giờ này đi. Mỗi một người hãy đến với Chúa. Mỗi một người hãy đến với Chúa ngay bây giờ. Amen. Trong danh Chúa Giêsu quyền này. Anh em có khao khát không? Có khao khát Chúa dùng mình không? Anh em có thật sự khát khao Chúa sử dụng mình để chữa lành, giải cứu người khác không? Đây là câu hỏi mà tôi đặt ra cho anh chị em buổi tối ngày hôm nay. Những người khát khao, Chúa sẽ ban ơn. Những người khát khao, Chúa sẽ sức dầu. Hãy nhớ nha, nó có hai điều rất là quan trọng cho những người muốn nhận được ân tứ của Chúa. Đó là gì ạ? Phải khát khao. Thứ hai là gì? Phải theo đuổi liên tục. Không phải là hôm nay tôi khát khao mà mai tôi lại ngưng. Không phải. Cái người mà muốn nhận ơn của Chúa liên tục khát khao, tìm tòi, gõ cửa, cầu nguyện, xin Chúa, thờ phượng Chúa, ở với Chúa, khóc với Chúa, nói với Chúa, đó mới là khát khao thật. Đấy. Và không bao giờ ngưng lại điều này. Bởi vì ơn của Chúa là vô tận, ân điển của Chúa là vô cùng, quyền năng của Chúa là vô đói. Chúng ta không bao giờ có thể chạm đến nóc của quyền năng Đức Chúa Trời cả. Cho nên nếu một người khát khao, họ sẽ khát khao cả đời. Nên mày sẵn sàng không? Nếu anh em sẵn sàng, hãy cầu nguyện với tôi giờ này. Cha, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, con cầu nguyện. Con cầu nguyện cho anh chị em con. Ô, con cầu nguyện cho những người khát khao điều này. Con cầu nguyện cho những người muốn được Chúa dùng mình chữa lành, giải cứu người khác. Con cầu nguyện cho anh em con sẵn lòng, những con người sẵn lòng để có thể theo đuổi bài học này, xây dựng những điều tuyệt vời như như bài học này con đã vừa chia sẻ. Lạy Chúa, xin Chúa giúp đỡ anh chị em con giờ này. Con cầu xin thân của Ngài hiện diện giờ này. Con cầu xin Ngài bắt đầu hành động giờ này trên đời sống của họ Chúa.
Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu quyền này, con cầu nguyện cho tất cả những ai đang có mặt trên live stream này, tất cả những ai đang khát khao chức vụ này. Chúa ơi, những ai mà đang khát khao chức vụ này nhưng họ chưa có một đời sống cầu nguyện dành thấm mật thiết với Chúa, con cầu nguyện giờ này hãy đến thăm viếng và đổ đầy tấm lòng họ giờ này. Hãy thăm viếng và đổ đầy tấm lòng họ linh của sự cầu nguyện giờ này, linh của sự kêu cầu giờ này, linh của sự cầu thay giờ này. Đổ đầy Chúa, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy trong danh Chúa Giêsu quyền này, trong danh Chúa Giêsu quyền này, trong danh Chúa Giêsu quyền này. Hãy đón nhận đi. Tất cả những anh chị em nào đang trên live stream này nghe tiếng của tôi mà cảm thấy rằng đời sống cầu nguyện của mình còn hời hợt, còn non nớt, đời sống cầu nguyện của mình còn đứt đoạn, 5 bữa cầu nguyện, 3 bữa không cầu nguyện, lúc thì ở với Chúa ngọt ngào, lúc thì khô hạn, hãy nghe tôi đây. Trong danh của Giêsu Christ quyền năng, tôi giải cứu anh chị em khỏi tất cả mọi quyền lực đang cản trở đời sống cầu nguyện của anh chị em. Tôi bẻ gãy mọi quyền lực nào đang quấy rối đời sống cầu nguyện của anh chị em. Tôi bẻ gãy toàn bộ những quyền lực nào đang áp hãm trên đời sống của anh chị em, trong gia đình, trong công việc, trong linh, trong hồn, trong thuộc thể của anh chị em. Tôi bẻ gãy toàn bộ những sự ngăn trở này trong danh Giêsu quyền năng, hãy rời đi. Rồi, tôi công bố anh chị em được tự do. Tự do để cầu nguyện trong linh, tự do để cầu nguyện trong tiếng mới, tự do để cầu thay cho người khác, tự do để thờ phượng Đức Chúa Trời, tự do để nói chuyện với Đức Chúa Trời, tự do cho cả thời giờ sáng trưa chiều tối, bất kể lúc nào anh chị em muốn trò chuyện với Đức Chúa Trời đều được, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy rời đi. Tao ra lệnh mày Satan, hãy rời đi. Tao ra lệnh những con quỷ đang ngăn trở đời sống cầu nguyện của họ, hãy rời đi. Tao ra lệnh cho mày Satan, hãy rời khỏi họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những con quỷ khiến cho mắt tập trung, hãy rời đi. Những con quỷ khiến cho họ lo âu, hãy rời đi. Những con quỷ khiến cho họ sợ hãi, hãy rời đi. Những con quỷ khiến cho họ bị lười biếng mỏi mệt trong thân xác, hãy rời đi. Những con quỷ khiến cho họ bị lôi cuốn đến những điều của thế gian, phim ảnh thế gian, truyện tích thế gian, báo chí thế gian, những cái màn hình của thế gian, những cái tiếng nói của thế gian. Tôi bẻ gãy mày Satan trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi bẻ gãy mày Satan trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy rời đi. Tất cả những ai cảm thấy mình rất yếu đuối trong đời sống cầu nguyện, hãy nhận được sự tự do giờ này, nhận sự tự do giờ này, nhận sự tự do giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tự do. Tôi công bố những con quỷ đang hành động trong mắt, trong tai, trong mũi, trong tâm trí, trong tấm lòng, trong thân thể của anh chị em. Ta ra lệnh cho mày, hãy rời khỏi họ đi. Rời Satan trong danh Giêsu. Anh chị em biết cái những con quỷ nó hành động trong mắt không? Có những con quỷ nó hành động trong mắt anh chị em, nó khiến cho mắt anh chị em cứ nhìn vào những điều hư không, nhìn vào những điều ô uế mà không cưỡng lại được. Anh em có biết những con quỷ loại đó không? Anh em có biết rằng có những con quỷ nó hành động trên lỗ tai của anh chị em không? Nó thích nghe những cái điều ô uế, thích nghe những cái điều hư không, nó thích nghe những cái điều của thế gian mà nó không thích nghe những cái điều từ Chúa. Anh em mở kinh thánh ra nghe thì không nghe, không thấy, không hiểu gì cả. Nhưng mà mở đài, mở báo chí ra thì nghe nhớ vanh vách từng tên từ A đến Z. Anh biết, anh biết điều đó không? Trong danh Chúa Giêsu, những con quỷ này phải rời đi giờ này. Những con quỷ này ta bảo mày rời khỏi mắt họ, rời khỏi tai họ, rời khỏi tâm trí họ, rời khỏi tấm lòng họ, rời khỏi cơ thể họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những ai đang bị những tình trạng như tôi nói, hãy cầu nguyện cùng tôi, hãy chiến đấu với nó cùng tôi, hãy ra lệnh cho những con quỷ đó rời khỏi mắt, tai, miệng, họng, tâm trí anh chị em giờ này. Hãy ra lệnh cho nó đi, ra lệnh cho nó đi, vì nếu không ra lệnh cho nó đi, nó sẽ phá rối đời sống cầu nguyện của anh chị em. Anh chị em không thể tập trung vào Chúa được, anh chị em không thể tập trung vào nghiên cứu lời Chúa được, anh chị em không thể tập trung để đọc sách hay là bất cứ thứ gì được. Cho nên tôi nói anh chị em rằng những con quỷ đang hành động trong tai, trong mắt, trong mũi, trong miệng, trong tâm trí, trong tấm lòng của anh chị em phải bị bế gãy ra này trong danh Chúa Giêsu quyền năng, rời đi. Tôi tẩy sạch anh chị em bởi huyết Chúa Giêsu. Tôi tẩy sạch anh chị em bởi huyết Chúa Giêsu. Tôi tẩy sạch tất cả anh chị em bởi huyết Chúa Giêsu. Anh chị em hãy chú ý nha, những con quỷ này nó rất là tinh vi, nó rất là tinh vi, anh chị em khó nhận biết nó lắm. Nó lẫn lộn và đôi khi anh em tưởng rằng đó là ý muốn của mình, đó là sở thích của mình, đó là đam mê của mình, đó là thế này thế nào vân vân, ý sĩ vậy. Nhưng tôi nói với anh chị em, trong thế giới thuộc linh có con quỷ nó đậu trong mắt, trong tai, trong mũi, trong tâm trí anh chị em. Có những xúc tu của nó đang chĩa vào trong mắt, chĩa vào trong lỗ tai anh em, nó khiến cho mắt anh em nhìn những sự mà anh chị em thấy là nghĩ đi nghĩ lại nó ô uế vô cùng, nghe những cái điều mà nó rất là tạp nham nhưng mà anh chị em nghe nhìn suốt ngày không biết chán. Tôi nói với anh chị em, những con quỷ đó phải rời đi giờ này. Tôi bế gãy xúc tu của mày trong danh Giêsu quyền năng, tôi cắt đứt toàn bộ móc xích của mày trong danh Giêsu quyền năng. Những con người đó phải được tự do. Tự do, tự do, tự do, tự do, tự do. Giờ này anh em hãy cầu nguyện với tôi. Anh em hãy nói chính xác tên của nó và cầu nguyện với tôi. Đá nó ra khỏi cuộc đời của mình. Hãy nói với nó, mày Satan ra khỏi mắt của ta. Mày Satan hãy ra khỏi tai của ta. Mày Satan ra khỏi cái miệng của ta. Hãy nói những lời hư không, giả ngộ, tục tiểu,
đùa cợt bông đùa, nói những lời dối trá, nói những lời không chân thật, mày ra khỏi miệng của ta trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi ra lệnh mọi độc tố đây của Satan rơi khỏi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những ai non ói hãy non ói ra. Những ai có thể, tôi câu người mà nước mắt chảy ra, nước mắt sống chảy ra. Những ai đó đang thấy đau nhức ở trong đầu trong tay, hãy biết rằng những con quỷ đó đang bị trục xuất, những con quỷ đó đang bị đốt bởi lửa thánh linh, lửa thánh linh trong danh Giêsu, lửa thánh linh trong danh Giêsu. Holy God, fire! Fire trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Lửa thánh linh trong danh Chúa Giêsu từ đỉnh đầu đến gót chân của những người đã nghe và ảnh hưởng với lời cầu nguyện này. Tôi tẩy sạch tất cả con cái của Chúa. Tôi tẩy sạch những người nam, người nữ đang trước màn hình này. Những người nào mà đang bị ảnh hưởng của nó, tôi bẻ gãy mày Satan trong danh Giêsu quyền năng, hãy ra đi. Tôi nói cho em một lần nữa, anh em hãy tẩy sạch năm giác quan của anh chị em trong thế giới tự nhiên này. Tôi nói với anh chị em rằng Satan đã sử dụng năm giác quan của anh chị em để nó bước vào trong linh của anh chị em. Nó bước vào trong đời sống linh hồn của anh chị em. Anh chị em biết không? Anh chị em biết Chúa Giêsu nói con mắt là cửa sổ không? Con mắt là cái cửa sổ cho toàn bộ thân thể không? Có nghĩa là Satan nó có thể qua con mắt của anh chị em. Những gì anh chị em nhìn mà không xứng đáng, những gì anh nhìn mà không có tinh sạch, Satan nó bước vào chỗ đó. Lỗ tai anh chị em cũng là một cái nơi để nó bước vô. Qua những sự anh em nghe, anh em nghe lời Chúa thì anh em có đức tin từ Thánh Linh. Nhưng anh em nghe lời của thế gian, nghe những lời tục tiểu, nghe những lời ô uế, nghe những lời ma quỷ, thì đức tin của ma quỷ nó bước vô. Đó là sự bất an, sự lo lắng, sự vô tín, sự nhạo báng, sự nói hành, sự nói xấu nó vô đó. Trong tấm lòng anh chị em làm ô uế tấm lòng anh chị em. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi kêu gọi tất cả những người nam, người nữ trên màn hình này, hãy tẩy sạch ngũ quan của mình giờ này, hãy tẩy sạch năm giác quan của mình giờ này. Trong danh Chúa Giêsu tôi rửa anh chị em bằng huyết của Chúa Giêsu giờ này. Mọi con quỷ trong đồng trú trong mắt trong tay hãy ra đi, mọi con quỷ đồng trú trong miệng hãy ra đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đi ra đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi độc tố của mày hãy bẻ gãy rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rơi, 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 rơi. Anh chị em hãy cộng tác với tôi, cộng tác với tôi, cộng tác với tôi, cộng tác với tôi, tẩy sạch nó giờ này. Tẩy sạch nó giờ này, tẩy sạch miệng, tẩy sạch trí, tẩy sạch tay, tẩy sạch mắt, tẩy sạch tay chân, tẩy sạch đi trong danh Chúa Giêsu. Tẩy sạch đi bởi huyết Chúa Giêsu. Anh em hãy ăn năn đi. Anh em hãy ăn năn thật lòng. Anh em hãy nói Chúa ơi, xin Chúa tha thứ cho con. Vì đôi khi con không cảnh giác, con mất cảnh giác để xem những điều Chúa không muốn xem, nghe những điều Chúa không muốn nghe, nói những gì Chúa không muốn nói. Lạy Chúa hãy giúp con. Lạy Chúa hãy tha thứ cho con. Lạy Chúa hãy tẩy sạch và giải cứu con. Cho em cầu nguyện đây nào. Cầu nguyện nào, cầu nguyện nào, cầu nguyện nào. Cầu nguyện nào, cầu nguyện nào, cầu nguyện nào. Cầu nguyện nào, hallelujah. Cầu nguyện nào anh chị em ơi. Cầu nguyện nào anh chị em ơi. Hallelujah. 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 Ồ, tiếp tục lên trên, tiếp tục nào, tiếp tục nào, tiếp tục nào. Tẩy rửa nào, tẩy rửa nào, tẩy rửa nào. Tôi nói anh chị em, năm giác quan của anh chị em mà được dâng cho Đức Chúa Trời một cách đúng nghĩa. Không ạ? Đúng nghĩa. Nó thuộc về Thánh Linh. Thầy anh chị em thật sự là một người được phước, một người thuộc linh, một người sẵn lòng để Đức Chúa dùng, để Chúa dùng anh chị em một cách rất là hiệu quả. Cho nên anh chị em hãy đọc lại Roma chương 6. Đừng để cho những chi thể của chúng ta làm một đồ dùng gian ác nữa, nhưng hãy trở thành một đồ dùng của sự công bình, để Đức Chúa Trời dùng tay chân miệng mắt mũi tâm trí của chúng ta để tạo ra sự công chính của Đức Chúa Trời trên đất này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy tự do, anh em tiếp tục cầu nguyện đây. Tiếp tục cầu nguyện anh em. Tiếp tục cầu nguyện nè. Anh chị em nào cảm nhận rằng những cơ quan của mình hoàn toàn chưa được tự do, hãy cầu nguyện nè. Anh em nào đang cảm nhận nha, cảm nhận. Ồ đúng rồi, mắt của con chưa tinh sạch, tai con vẫn chưa tinh sạch, miệng con vẫn chưa tinh sạch. Những người nào cảm nhận điều đó là từ Thánh Linh đó, hãy tẩy rửa nè. Hãy nói với Chúa căn cứ theo Dân Nhất chương 1 từ câu 9 trở đi. Ví bằng chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha thứ mọi tội cho chúng ta. Nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài trong sự sáng thì chúng ta giao thông cùng nhau. Anh chị em có muốn liên kết và giao thông với Chúa không? Hãy ở trong sự sáng. Hãy ở trong sự sáng trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy ở trong sự sáng. Và chỉ có trong sự sáng chúng ta mới có thể liên kết được với Chúa quyền năng. Nếu anh chị em muốn hoạt động ở trong lĩnh vực linh, hãy liên kết với Chúa. Và muốn liên kết với Chúa phải ở trong sự sáng, bằng cách thanh tẩy mọi giác quan, thanh tẩy mọi những điều gì mà Satan vẫn còn dùng anh chị em cho công việc của nó. Bây giờ anh chị em cắt đứt, thanh tẩy bởi huyết Chúa Giêsu và giao nộp nó cho Đức Thánh Linh. Lạy Chúa hãy dùng con, lạy Chúa hãy mở mắt con, lạy Chúa hãy mở tay con, lạy Chúa hãy dùng con, lạy Chúa hãy dùng mọi chi thể con giao nộp nó cho Ngài buổi tối hôm nay trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cầu nguyện lên anh chị em. Tiếp tục cầu nguyện nè, tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện.
Ô, ta ơn Ngài, ta ơn Ngài, ta ơn Ngài, ta ơn Ngài. Ta ơn Ngài, ta ơn Ngài trong danh Giê-xu. Ta ơn Ngài trong danh Chúa Giê-xu. Tôi công bố toàn thể giác quan của anh chị em thuộc về Chúa Giê-xu. Tôi công bố mọi giác quan, mọi chi thể của anh chị em thuộc về Chúa Giê-xu. Tôi tuyên bố toàn bộ những người nam, người nữ đang chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này thuộc quyền của Chúa Giê-xu, ở dưới sự quản trị của Chúa Giê-xu, trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Con cảm ơn Ngài. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục đi anh chị em, tiếp tục đi, tiếp tục đi, tiếp tục đi. Trong danh của Chúa Giê-xu quyền năng, trong danh của Chúa Giê-xu quyền năng, ta ra lệnh cho mọi con quỷ nào, mọi xiềng xích của con quỷ nào, mọi móc xích của con quỷ nào, mọi ảnh hưởng của con quỷ nào có mặt trên tất cả những người đang ở trước màn hình này. Nếu mày còn mặt ở đó, có mặt ở đó, trong danh Giê-xu tôi bẻ gãy mày Sa-tăng. Trong danh Giê-xu tôi ra lệnh cho mày phải rơi khỏi hạ Sa-tăng. Dù đó là con quỷ tên gọi mày là gì, không quan trọng con quỷ mày tên gọi là gì, mày đang hành động, mày đang đeo bám ở những giác quan, những cơ quan, ở những lục thủ ngũ tạng, ở những cái giác quan cơ thể của họ, trong danh Giê-xu ta bảo mày rơi đi giờ này, rơi đi giờ này, rơi đi một lần nữa giờ này, rơi đi hoàn toàn giờ này. Holy God fire, lửa thánh linh thiêu mày, lửa thánh linh thiêu mày ở trong mắt, lửa thánh linh thiêu mày trong tai, lửa thánh linh thiêu mày trong miệng, lửa thánh linh thiêu mày trong tâm trí, lửa thánh linh thiêu mày trong mọi giác quan của con người, lửa thánh linh thiêu mày, rơi đi, rơi đi, rơi đi, rơi đi trong danh Giê-xu quyền năng. Ra lệnh cho nó rời khỏi cơ thể của anh chị một lần nữa, tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Tẩy sạch lên chị, tẩy sạch, hỡi 350 con người, tẩy sạch đi, tẩy sạch đi, hỡi 350 anh chị em đang có mặt trên livestream này, tẩy sạch đi. Tẩy sạch mình cho Chúa Giê-xu, để chúng ta trở thành một trong những người trong đạo quân thời kỳ cuối của Chúa Giê-xu. Đạo quân đầy dạy thánh linh, đạo quân đầy ân tứ thánh linh, đạo quân có thể lật đổ và làm cho Sa-tăng sắc mặt xuống trong danh Chúa Giê-xu quyền năng anh chị em. Tôi khích lại anh chị em, tôi khích lại anh chị em, tôi khích lại anh chị em trong danh Giê-xu quyền năng. Tôi khích lại anh chị em trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu quyền năng, hãy tự do. Mọi linh hồn mỏi mệt hãy tự do, mọi thân thể mỏi mệt hãy tự do. Mọi những anh chị em có đời sống cầu nguyện không sâu nhiệm, không kết nối, không đầy dẫy, hôm nay được phục hồi, hôm nay được phục hồi, hôm nay được phục hồi trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa, cảm ơn Ngài. Mọi con quỷ phải rời đi, mọi con quỷ nó bắt buộc phải rời đi, nó không có chỗ trong đời sống anh chị em. Dù đó là quỷ bệnh tật, nghèo đói, giới hạn, thất bại, hay bất kể tên gọi nó là gì, tôi nói với anh chị em một lần nữa rằng nó không có chỗ trong anh chị em. Anh chị em đừng chấp nhận nó thì nó không bao giờ có chỗ trong anh chị em. Anh chị em phải tấm cổ nó đi trong danh Chúa Giê-xu thì nó không bao giờ dám lẫn vẩn đến đời sống anh chị em. Đừng vô tín, hãy luôn luôn nhìn vào lời Ngài và thấy rằng Chúa Giê-xu luôn thắng mọi con quỷ trong mọi lĩnh vực. Bệnh tật Ngài cũng thắng, sự chết Ngài cũng thắng, lo lắng Ngài cũng đã thắng rồi, hận thù Ngài cũng đã thắng rồi, đói nghèo Ngài cũng đã thắng rồi, tất cả Chúa đã thắng cả rồi. Không có lý do gì mà để cho đời sống của chúng ta bị thất bại. Chúng ta không thể thất bại trong sức khỏe, chúng ta không thể thất bại trong tài chánh, chúng ta không thể thất bại trong gia đình, chúng ta không thể thất bại trong chức vụ được. Trong danh Chúa Giê-xu quyền năng, tôi kêu gọi tất cả những anh chị em hãy sống đắc thắng trong Chúa, đắc thắng trong Chúa. Anh chị em nào bệnh tật hãy đặt tay vào chỗ đầu của mình, và tôi công bố bởi đức tin anh chị em, mọi bệnh đó hãy lành trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Bệnh đau đầu lành, tiền đình lành, tai mũi họng hãy lành, viêm họng hạt hãy lành, dị ứng da hãy lành, bệnh trong phổi hãy lành, bệnh trong phế quản hãy lành, bệnh trong gan hãy lành, bệnh trong máu, trong xương hãy lành, bệnh trong thận hãy lành, trong bao tử hãy lành, trong thượng vị hãy lành, trong ruột già hãy lành, bệnh trong trĩ hãy lành, bệnh trong tử cung hãy lành, tất cả hãy lành, bệnh trong lá lách, trong tụy hãy lành, bệnh trong lục phủ ngũ tạng hãy lành trong danh Chúa Giê-xu quyền này. Tất cả những khối u, ung thư, ta ra lệnh hãy tan đi, teo đi và biến ra khỏi cơ thể của họ. Mọi con quỷ mang tên ung thư, ta ra lệnh cho mày rời khỏi thân thể của họ giờ này. Ta lệnh cho mày trong danh Chúa Giê-xu, mày phải rời khỏi thân thể của họ giờ này. Không quan trọng mày ung thư mày ở chỗ nào, nhưng ta nói danh của mày là ung thư, ta đạp mày xuống dưới chân của Chúa Giê-xu. Mày phải ra khỏi thân thể của họ giờ này, mày rời đi khỏi thân thể của họ giờ này trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Tất cả mọi loại bệnh, tất
cả mọi loại bệnh hãy rời, tất cả mọi loại bệnh hãy lành đi, bệnh tiểu đường lành, đột quỵ hãy lành đi, cao máu hãy lành đi, trong danh Chúa Giêsu quyền năng say tàu xe hãy lành, ác mộng mất ngủ hãy lành đi, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài Chúa, cảm ơn Ngài Chúa, cảm ơn Ngài, trong danh Giêsu quyền năng, toàn bộ những con quỷ gây bệnh tật ta trói buộc mày giờ này, tất cả những con quỷ gây bệnh mạng tính ta trói buộc mày giờ này. Anh chị biết bệnh mạng tính không? Bệnh mạng tính là cái bệnh mà y học nó gọi là không có thuốc chữa, có nghĩa là nó cứ đeo bám miết thôi, uống thuốc nó hết rồi sang mùa năm sau là nó lại bệnh vậy. Tôi không tin là cơ thể mình được Chúa tạo ra lại có cái chuyện quái đản đó, có con quỷ nó đeo bám ở đó. Cho nên tôi nói mọi loại bệnh mạng tính, mọi con quỷ đứng đằng sau cái bệnh gọi là mạng tính hãy rời đi, đau đầu mạng tính hãy rời đi, say tàu xe mạng tính hãy rời đi, tai mũi họng mạng tính hãy rời đi, đau bao tử mạng tính hãy rời đi. Trong bé gãy mày Satan, trong danh Giêsu quyền năng mày rơi khỏi những cơ thể này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng rơi khỏi những cơ thể này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong bé gãy mày Satan, mọi độc tố của mày nôn hết ra, mày mở ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi độc tố của mày đứng đằng sau những căn bệnh mạng tính, tụi bé gãy mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tụi bé gãy mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mày rơi ra khỏi những cơ thể của họ đi, ra đi, biến ra khỏi cơ thể của họ đi, cút đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng, nôn ra hết trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi con quỷ ô uế này đi đi, quỷ ô uế này đi đi, con quỷ ô uế này đi đi, trong danh Chúa Giêsu quyền năng rời đi. Rồi tôi công bố bệnh mạng tính tai mũi họng hãy lành, bệnh mạng tính và dạ dày bao tử hãy lành, bệnh mạng tính về đường ruột, về đại tràng hãy lành, bệnh mạng tính về phổi hô hấp hãy lành, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi uế linh tà linh bệnh tật rủa xả hãy rơi đi, trong danh Chúa Giêsu người Nazareth, trong danh Chúa Giêsu quyền năng rời đi. Rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Get out in the name of Jesus. Rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh chị em hãy cộng tác với tôi. Nếu anh chị em có những biểu hiện nôn ói, có giật liễn xiển, những biểu hiện của tà linh, anh em hãy cộng tác, hãy lớn tiếng trong danh Chúa Giêsu, mày ra khỏi ta không chấp nhận mày, ta không ở chung với mày giờ nào nữa, một giây một phút cũng không ở chung nữa. Hãy cho nó tóm cổ nó đi, anh chị em tóm cổ nó đi, anh chị em tóm nó đi rồi thì sức khỏe anh chị em được cải thiện liền, lập tức liền, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Còn cảm ơn Ngài lạy Chúa, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, hallelujah. Tôi công bố sức khỏe cho anh chị em, tôi công bố sự tự do cho anh chị em, tôi công bố sự bứt phá cho đời sống tâm linh, linh hồn, thể chất anh chị em, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu. Và anh chị em hãy thay đổi cách nói của mình giờ này, hãy công bố mình tự do, hãy công bố mình chữa lành, hãy công bố mình đã lành, hãy công bố mình được bứt phá, hãy công bố mình là người được ơn, hãy công bố mình là người được Chúa dùng để giúp người khác. Hãy công bố anh chị em, hãy tuyên bố ra môi miệng của mình, trong danh Chúa Giêsu, amen. Và những anh em nào được Chúa đụng chạm, được Chúa chữa lành, được Chúa giải phóng, được Chúa tự do, hãy viết xuống anh chị em, hãy viết xuống làm chứng. Cảm ơn Ngài, có anh Công này, anh viết xuống này, khi cầu nguyện anh bị ngáp nước mắt ra và thấy được người được tự do đó. Cảm ơn Ngài, anh chị em thấy không, Chúa hành động ngay, Chúa hành động ngay qua lời cầu nguyện. Cho nên Đức Chúa Trời chúng ta không bị ngăn trở bởi bất kỳ một cái thứ gì đó, hẳn mình cầu nguyện mình tin là Chúa làm, Chúa ở đó, Chúa ở đây, Chúa ở khắp mọi nơi, mà vũ trụ này thuộc về Ngài, mà có một linh hồn nào mà giấu được mặt Ngài đâu mà bảo Chúa không hành động. Cho nên anh em tin Chúa hành động. Cảm ơn Ngài. Tôi mong anh chị em hãy ghi những cái lời chứng của mình xuống bên dưới, Chúa làm gì, vừa làm gì cho mình. Tôi tin rằng sau cái lời cầu nguyện buổi tối hôm nay, rất nhiều đời sống tâm linh được bứt phá và thanh tẩy. Những con quỷ đang đeo bám ẩn mình sau những cái giác quan chi thể của anh em, nó bị rớt xuống hết, nó rớt y như là lá mùa thu vậy đó. Khi mình cầm cái cây mình rung, quỷ nó rớt xuống, tất cả những quỷ rớt xuống, mọi người anh em cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái, bình an, có phải vậy không? Có phải anh em cảm thấy giờ sống tôi nhẹ nhàng, tôi bình an không? Hãy viết xuống làm chứng, đảm bảo là những con quỷ rớt xuống khỏi cuộc đời của anh chị em, khỏi những giác quan, khỏi những cơ quan, khỏi những cơ thể của anh chị em, cho nên mình thấy nó nhẹ nhàng, bình an. Đó là việc làm của Chúa, đó là những điều Chúa làm. Hãy comment xuống bên dưới và để cho tôi đọc được những cái lời làm chứng rất là khích lệ tuyệt vời của anh chị em nha. Cảm ơn Ngài, xin Chúa ban phước. Yes, wow. Chúa vừa chữa lành hoàn toàn bệnh đau đầu, giờ đầu nhẹ nhàng, bình an. Wow, hallelujah. Tuyệt vời anh chị. Một lời chứng tuyệt vời. Khi cầu nguyện thanh tẩy các giác quan, con chảy nước mắt nôn, con đã được tự do. Wow, cảm ơn Chúa, anh em thấy chưa? Đấy, chứng tỏ là gì? Con trong con mắt của cái cô này có con quỷ,
Hoặc khi cầu nguyện là nó phóng ra bằng đường nước mắt, rồi miệng của cô này, dạ dày bao tử cô này nôn ra những ối linh nó đi ra. Anh em thấy không? À, rồi anh Kim Ngọc này tôi cứ ngáp hồi, cảm ơn Chúa con đã được tự do đó. Không ạ? Thấy những cái điều này là rất là quyền năng. Cảm ơn Chúa, khi một sự cầu nguyện con cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng. À, nhẹ nhàng. Cảm ơn Ngài, tuyệt vời, cơ thể nhẹ nhàng. Cảm ơn Chúa. Oh hallelujah, những điều quá diệu kỳ nha. Động chạm chữa lành, thấy bình an. Cảm ơn Chúa. Tiếp đi. Tạ ơn Chúa con đã nôn ra và được vui mừng bình an. Wow. Cái thở rồi giờ ai mà mở ra được bình an vui mừng không anh chị em? Chỉ có trong Chúa mới có được những cái biểu hiện đó, rất là lạ lùng như đây, chứ cũng bình thường làm sao có, phải không ạ? Nôn ói ra mà lại được bình an vui mừng. Thôi đúng là Chúa Giêsu tuyệt vời. Rồi, cảm ơn Chúa, khi một sự cầu nguyện tôi ngáp nước mắt chảy ra bây giờ là được bình an. Cảm ơn Chúa, đau nhức mắt mờ mắt giờ đã sáng được rồi. Wow, tuyệt vời chưa? Anh em thấy không? Tiếp tục lên trên, hãy làm chứng. Tôi đang đọc những lời chứng của anh chị em, vẫn còn sớm mà. Dạ, tiếp tục đi, hãy ghi xuống những gì Chúa vừa làm để tôn vinh Ngài. Chúa Giêsu quyền năng của chúng ta đáng được ngợi khen, đáng được tôn vinh, đáng được hallelujah và amen. Chúa chữa lành con, đầu óc đã lành khi ngáp, bình an hẳn ra. Cảm ơn Chúa vì Chúa làm việc trên em Quân. Ô tuyệt vời. Chúa ban phước cho em Quân nữa, sử dụng em một cách quyền năng. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục đem cho em ghi xuống những gì Chúa vừa làm. Tôi nói rằng không có không gian, thời gian nào ngăn trở được Chúa cả. Chúa đang làm những phép lạ trên anh chị em. Hơn hôm nay tôi thấy là hơn 350 anh chị em tham gia là cái buổi live stream này, rất là nhiều, càng ngày càng gia tăng. À, thấy còn thì nguyên ngáp chảy nước mắt và nhẹ nhàng. Cảm ơn Chúa, sau khi sự cầu nguyện nước mắt tôi cứ chảy liên tục. Ồ, chứng tỏ là cái vấn đề quỷ đeo bám trên con mắt rất là nhiều, anh chị em thấy không? Mục sư ơi, em đau đầu rồi, người giúp việc luộc trứng gà để em đánh gió, giờ này em hết đau. Cảm ơn Chúa chữa lành, được khỏe mạnh hoàn toàn. Tiếp tục đi. À, tiếp tục ghi những lời chứng. Cảm ơn Chúa. Wow, cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa thật nhiều. Wow, hôm nay rất là đông đó anh chị em. Hôm nay hơn 350 anh chị em tham gia buổi cầu nguyện, buổi học lời Chúa buổi tối hôm nay đó. Tin rằng là sẽ có rất là nhiều những cái điều mà được khích lệ. Đức Chúa Trời vượt trên. Oh, cảm ơn Ngài. Amen. Cảm ơn Ngài. Rồi. Ok, khi một sự cầu nguyện tôi ngáp, nước mắt cứ chảy ra và lòng bình an. Oh, anh em thấy không? Hôm nay là đặc biệt. Chúa thanh tẩy con mắt. Đúng là cái cửa sổ, đúng là cái ngọn đèn của thân thể. Anh em thấy không? Cái nơi mà để cho nó bước vào cái thân thể của mình, bước vào đời sống mình là con mắt. Nên Chúa hôm nay thanh tẩy con mắt. Lạ lùng chưa? Cảm ơn Ngài. Chúa đấng quyền năng. Ok. Khi cầu nguyện, nước mắt lại chảy liên tục và trở nên tỉnh táo, các giác quan nhẹ nhàng hơn đó. Cô Hồng Mai làm chứng ha. Anh em thấy chưa? Ô, cảm ơn Ngài. Amen. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Hơn 312 anh chị em đang có mặt ở đây. Tôi nói với anh chị em rằng, qua cái đợt thanh tẩy này và anh chị em nghe lại bài học, anh chị em mà thực hiện 7 cái cách mà tôi vừa mới chia sẻ cho anh chị em đó. Tôi nói với anh chị em rằng, từng bước từng hồi, Chúa sẽ sử dụng anh chị em một cách đầy quyền năng. Đầy quyền năng. Tôi nói, sẵn sàng ở trong những đại hội bồi linh, tôi sẽ cầu nguyện để trên người tôi có cái gì tốt, tôi xin Chúa chuyển giao hết cho anh chị em. Anh chị em nhìn thấy trên người tôi có cái gì mà tốt quá nha, xấu đừng cần, tốt quá, chuyển giao hết cho anh chị em để anh chị em sử dụng cho vương quốc của Chúa, chữa lên người ta, giải phóng người ta, bẻ gãy, đập đầu Satan xuống. Anh chị em ơi, hãy nhận lãnh điều đó, tôi hết lòng để xin Chúa chuyển giao những điều này cho anh chị em. Anh chị em là người rất tuyệt vời. 300 người đúng như anh em nào vừa nói, đạo quân ghê đó. Amen, để làm chấn hưng đất nước chúng ta. Cảm ơn Chúa thăm viếng hệ thần kinh của con, bây giờ nó nhẹ nhàng, trương hồn ẩn ha. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Ok. Rồi bây giờ thì xin chào tạm biệt anh chị em. Hẹn gặp anh chị em vào tối thứ 6 nha. Tối thứ 6. Và ngày nay em bị ù tai, nhờ một sự cầu nguyện thì đã nghe được lời Chúa. Ô, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài, tuyệt vời. Cảm ơn Ngài. Thôi, bye bye anh chị em nha. Chúa ban phước. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo.
Chúa yêu hết thảy anh chị em.